Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 37. Vương Tuấn chỉ vào Dương Tiêu nói với vẻ mặt dữ tợn, là cậu ta, anh Park, là cậu ta, chính là cậu ta. Hả, nhìn sườn mặt của Dương Tiêu, Park Jun Huynh cảm thấy hơi quen. Dương Tiêu cũng nhận ra Park Jun Huynh đang đến, anh quay đầu nhìn Park Jun Huynh nói đùa, xin chào. Lời vừa nãy là tôi nói, sao anh còn phải đích thân tới đây? Chẳng lẽ anh tới đây tìm kích thích à? Trong mắt Dương Tiêu, Vương Tuần và Park Jun Huynh là cá mè một lứa, hoàn toàn không cần phải ra mặt quá nhiều. Là anh, nhìn rõ khuôn mặt của Dương Tiêu, con người của Park Jun Huynh đột nhiên co rút lại, trên người anh ta tỏa ra một luồng khí ngột ngạt. Vương Tuấn nghiêm nghị nói, anh Park, xử lý cậu ta, mau xử lý cậu ta. Dám dùng tên của anh để nói đùa, đây không phải là cố ý đánh vào mặt anh sao? Như thể khi Park Jun Huynh đến, bộ mặt giả tạo của Dương Tiêu sẽ bị lộ ngay lập tức. Xử lý tôi, sao, anh muốn xử lý tôi? Dương Tiêu trêu chọc cười nói. Bị Dương Tiêu trêu chọc, mặt Park Jun Huynh đỏ bừng đến mức suýt chảy nước. Anh ta bị đánh bại, anh ta thật sự bị bại trong tay Dương Tiêu. Giờ phút này, Vương Tuần gọi anh ta đến, đây không phải cố ý làm anh ta khó xử sao? Nhìn thấy Park Jun Huynh thở ơ, Vương Tuần vội vàng nói. Anh Park, anh còn chần chừ gì nữa? Xử lý cậu ta, xử lý cậu tai. Bị Vương Tuần thúc giục, Park Jun Huynh tức giận đến mức dùng mình, đột nhiên nắm lấy cổ áo Vương Tuần, anh ta hung ác nói, Vương Tuần, tôi coi anh là bạn, con mẹ nó anh chơi tôi hả? Chơi tôi vui lắm hả? Làm nhục tôi anh vui lắm hả? Tôi thua anh ta, nhưng các người cũng không cần phải hợp sức cưỡng ép làm nhục tôi như thế chứ. Giận dữ, Park Jun Huynh gần như nổ tung ngay tại chỗ. Trong mắt anh ta, đây là Vương Tuấn hợp sức với Dương Tiêu cố ý cưỡng ép làm nhục anh ta. Mình thua Dương Tiêu đã rất xấu hổ rồi, ai ngờ Vương Tuấn lại gọi cho anh ta liên tục nói Dương Tiêu lấy tên anh ta ra nói này nói nọ. Đây là chơi sao? Không, anh ta thua Dương Tiêu là sự thật. Nhưng trước mặt anh ta lại khơi chuyện cũ, nó gần như là một cái tát vô hình tát vào mặt anh ta. Cái gì? Park Jun Huynh thua Dương Tiêu. Mình đang cưỡng ép làm nhục. Nghe thầy những lời của Park Jun Huynh, cả người Vương Tuần choáng váng. Park Jun Huynh nói gì? Anh ta chơi cờ thua Dương Tiêu. Điều này, làm sao có thể? Anh Park, anh không nhầm chứ? Vương Tuần nghẹn họng nhìn chân trôi. Nhầm, Vương Tuần, tôi đúng là mù mắt quen với một tên khốn nạn như anh, còn giả vờ không hiểu đúng không? Tết tốt tốt, từ hôm nay trở đi, con mẹ nó tôi không có người bạn như anh. Park Jun Huynh nổi giận đùng đùng vung tay tát mặt Vương Tuần. Dứt khoát xoay người rời đi. Tức hồn hến, Park Jun Huynh thực sự tức hỗn hến, anh ta thực sự tức điên lên. Vương Tuần này toàn nghĩ xấu, lại gián tiếp làm nhục anh ta. Nhìn thấy Park Jun Huynh xoay người rời đi với vẻ mặt u ám, Vương Tuần che mặt lại, anh ta mở miệng nhưng không nói được gì. Choáng váng, Vương Tuần thực sự choáng váng. Ánh mắt anh ta nhìn Dương Tiêu dần dần trở nên đờ đẫn, toàn thân cứng ngắc. Dương Tiêu chơi cờ thắng Park Jun Huynh. Làm sao có thể? Nhìn bóng lưng Park Jun Huynh rời đi, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn đột nhiên nổi sóng gió cực lớn. Park Jun Huynh lại thừa nhận mình đã thua Dương Tiêu. Trời ạ, chẳng lẽ người đã đánh bại thiên tài cỏ vây 5.000 năm có một của Hàn Quốc là Dương Tiêu? Park Jun đã tự mình thừa nhận, thì chắc chắn là Dương Tiêu rồi. Không ngờ Dương Tiêu thật sự không nói dối. Cậu ta không chỉ biết đánh cược đá còn biết chơi cờ. Loại thành tích này thực sự thuyết phục được chúng ta, vua đánh cược đá, Dương Tiêu mới là vua đánh cược đá thật sự. Đúng vậy, Dương Tiêu là vua đánh cược đá, Dương Tiêu là người tài giỏi. Trong phút chốc, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn nhìn Dương Tiêu với ánh mắt điên cuồng, như thể họ đang nhìn chăm chú vào thần tượng trong lòng mình. Dương Tiêu chắp tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên một vòng cung yêu ma quyền rũ. Vua đánh cược đá, danh xứng với thực. Nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn Dương Tiêu với ánh mắt điên cuồng, sắc mặt của Vương Tuấn như cho tàn, tôn nghiêm cuối cùng của anh ta đã tan nát trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng lười để ý đến Vương Tuấn, anh nói với Bạch Du Tĩnh, cô Bạch, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước, Huyền, hả? Vội như vậy, tôi còn chưa có kịp cảm ơn anh, hay cùng dùng bữa đi, Bạch Du Tĩnh nghe thầy thê cô ta nhanh chóng nói. Nói xong Bạch Du Tĩnh nhận ra mình đã quá đột ngột. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một chút ửng hồng. Trong mắt người khác, Bạch Du Tĩnh là một nữ chủ tịch vô cùng lạnh lùng, nhưng trước mặt Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh không khác gì một cô gái mới bắt đầu biết yêu.
Bạch Du Tĩnh cũng vô cùng hiểu, nếu không phải có Dương Tiêu, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không thể thẳng lưng trước mặt Lý Hỗ. Thậm chí, việc tập đoàn trang sức Bạch Thức mở chỉ nhánh trong nước cũng khó như lên trời. Chính Dương Tiêu đã ép Lý Hỗ đi, mang cơ hội thở phào cho tập đoàn trang sức Bạch Thức. Nghĩ tới Dương Tiêu đã giúp mình nhiều như vậy, Bạch Du Tĩnh không khỏi nghĩ đến bổn chữ lấy thân báo đáp. Đúng vậy, không có bất kỳ người đàn ông nào cần phải vì cô ta mà làm nhiều như vậy. Dương Tiêu làm nhiều điều cho cô ta, còn không cần báo đáp, điều này khiến Bạch Du Tĩnh rất cảm động. Dương Tiêu cười lắc đầu, hẹn hôm khác đi, Mộc Tuyết, còn đang ở bệnh viện, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Vậy được rồi, Bạch Du Tĩnh chỉ đành đồng ý. Tạm biệt, Dương Tiêu không còn do dự lái Nai 15 rời khỏi hiện trường vua đánh cược đá. Nhìn chằm chằm Nai 15 biến mất trong mắt mình, Bạch Du Tĩnh cảm thấy trong lòng đau xót không thể giải thích được. Dương Tiêu, trong mắt anh, thế giới của anh chỉ có Đường Mộc Tuyết thôi sao? Tôi rất muốn hỏi, trong mắt anh tôi là gì? Bạch Du Tĩnh không hề biết rằng, trong lòng Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết là cả thế giới của anh. Có trời mới biết Dương Tiêu yêu Đường Mộc Tuyết đến nhường nào, mặc dù Dương Tiêu chưa bao giờ nói lời yêu. Nhưng cho dù miệng không nói, đôi mắt sẽ biểu đạt điều đó. Hoa Mộ Tranh nhìn thấy cảnh này, cô lẩm bẩm một mình, Dương Tiêu, đồ ngốc nhà anh. Trông anh đi cạnh bụi hoa không dính vào người, nhưng anh có biết mình liên tục giúp đỡ người ta, cho người ta hy vọng, hình bóng của anh sẽ vô hình đi vào thế giới nội tâm của người khác không? Anh thật sự yêu Đường Mộc Tuyết, nếu một ngày nào đó những cô gái này chính thức tỏ tình với anh sẽ xử lý như thế nào? Từ chối tất cả sao? Anh nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của nhiều cô gái như vậy sao? Mặc dù Hoa Mộ Tranh không tiếp xúc một mình với Dương Tiêu Nhiêu, nhưng Hoa Mộ Tranh nhận thấy Dương Tiêu có một ưu điểm lớn và cũng là nhược điểm lớn nhất. Đó là tấm lòng của Dương Tiêu quá tốt, bên cạnh anh có quá nhiều cô gái vây quanh, và khi những cô gái xinh đẹp này gặp khó khăn, về cơ bản Dương Tiêu đều giúp đỡ. Giúp đỡ người khác là điều tốt, nhưng với người đã có gia đình như Dương Tiêu thì khó trở thành điều tốt. Tuy nhiên, rõ ràng Hoa Mộ Tranh là người thông minh nhất trong số những cô gái yêu thích Dương Tiêu, cô biết tiền lùi biết tiền. Biết cả tiếp xúc với Dương Tiêu như nào là tôi. Khi người phụ nữ yêu người đàn ông, một khi có ý nghĩ muôn chung sông với người đó cả đời, thì cần phải cố gắng giữ hậu phương vững chắc cho người đàn ông này. Rõ ràng so với Đường Mộc Tuyết, cô có lợi thế hơn. Xét cho cùng, Đường Mộc Tuyết ngày càng phát triển, cô ấy năm quyên tập đoàn Tuyết Tiêu không ngừng phát triển. Tiếc là, Dương Tiêu là chủ của Long Môn, cho dù Đường Mộc Tuyết cố gắng đến đâu, cho dù Đường Mộc Tuyết phát triển đến đâu, thì trong phút chốc Đường Mộc Tuyết cũng sẽ không thể theo kịp bước chân của Dương Tiêu. Và cô Hoa Mộ Tranh lại chuyên nghiệp hơn rất nhiều trong lĩnh vực này, cô có đủ khả năng giúp Dương Tiểu giải quyết mọi rắc rối. Cũng giống như tập đoàn Đề Hào, nếu ném cho Đường Mộc Tuyết hiện tại, Đường Mộc Tuyết có thể sẽ không khống chế được. Nhưng cô Hoa Mộ Tranh, cô có thể. Điều mà Dương Tiêu cần hiện tại, Đường Mộc Tuyết không làm được, mà Hoa Mộ Tranh cô lại có thể làm được, đây chính là ưu điểm lớn nhất của Hoa Mộ Tranh cô. Tuy nhiên, Hoa Mộ Tranh vẫn phải chịu rất nhiều áp lực, cô cũng không tự tin vào bản thân mình lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì Dương Tiêu thật sự rất yêu Đường Mộc Tuyết, trong khoảng thời gian Dương Tiêu khó khăn nhất Đường Mộc Tuyết đã đồng hành cùng Dương Tiêu 5 năm tròn. 5 năm này, không phải là thứ Hoa Mộ Tranh thê sánh được. Hoa Mộ Tranh vẫn luôn thưởng thức người phụ nữ không rời không bỏ người đàn ông khi người đàn ông khó khăn nhất. Hoa Mộ Tranh vẫn luôn thưởng thức người đàn ông lúc huy hoàng nhất vẫn như cũ không bỏ rơi người phụ nữ đã bên cạnh mình khi mình nghèo nhất, khó khăn nhất vẫn luôn ủng hộ mình. Vừa vặn, cả Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều làm được. Tình cảm kiên cố hơn vàng, đây là điểm Hoa Mộ Tranh kém tự tin nhất. Đúng vậy, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết của ngày hôm nay thực sự là tình cảm kiên cố hơn vàng, đặc biệt là sau khi có con, mối quan hệ giữa hai người đã gián tiếp tiến thêm một bước. Sau khi rời khỏi hiện trường thi đấu vua đánh cược đá, Dương Tiêu nhanh chóng đến bệnh viện. Lúc này đã gần trưa. Dương Tiêu đi mua một phần cơm dinh dưỡng, thấy Dương Tiêu trở về, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Cũng gần xong rồi, Mộc Tuyết, anh nhắc em trước, gần đây có thể có một người tên Vương ở Đông Nam Á xuất hiện. Lý Hồ doanh nhân giàu có ở Đông Nam Á là cấp dưới của anh ta. Trước đó giữa bọn anh có xích mích, trước mắt cần phải cẩn thận. Dương Tiêu nói thẳng, mặc dù Dương Tiêu không muốn Đường Mộc Tuyết dính vào quá nhiều tranh chấp thế giới, nhưng Dương Tiêu cảm thấy cần phải nói với Đường Mộc Tuyết.
Chuyện tương lai quá phức tạp, Đường Mộc Tuyết muôn lo thân mình đã hoàn toàn không thể. Đặc biệt, lại xuất hiện một Vẫn Long Các, mà trước đây Dương Tiêu chưa từng nghe nói qua, khiến Dương Tiêu có cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Đường Mộc Tuyết nở nụ cười ấm áp, vâng, em biết rồi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh, em không sợ gì cả, chỉ cần chúng ta chung tay, chúng ta sẽ lội ngược dòng. Đúng vậy, chỉ cần có Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết thật sự không sợ gì cả. Dù sau này có gặp bao nhiêu khó khăn, trở ngại, Đường Mộc Tuyết cũng không sợ hãi. Đường Mộc Tuyết cũng đã nghe nói ít nhiều về nhà họ Khương, cô thực sự ngạc nhiên trước thực lực của Dương Tiêu. Cô cũng tin chồng mình là rồng giữa dòng người, tất nhiên sẽ bay lượn trên 9 tầng mây. Có vài điều Dương Tiêu không nói với cô là gián tiếp bảo vệ cô, nhưng cô, Đường Mộc Tuyết không hề hèn nhát yếu đuối, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả những thay đổi trong tương lai cùng với Dương Tiêu. Mộc Tuyết, chưa rồi, đói rồi đúng không, nào ăn cơm đi, anh đút cho em, Dương Tiêu cười mở hộp cơm. Đường Mộc Tuyết sở khóc sở cười, em không phải trẻ con, không cần anh bón đâu. Nào, a, à, há mồm ra, ánh mắt Dương Tiêu tràn đầy cương chiều. Đường Mộc Tuyết thật sự dở khóc dở cười, mình thật sự không sao, Dương Tiêu còn muốn bón cô, loại hành vi này thật sự rất ngây thơ. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết biết rằng trên thực tế mọi chàng trai sẽ không trưởng thành trước mặt nàng dâu, giống như một đứa trẻ con ngây thơ. Đường Mộc Tuyết mở miệng, ăn bữa cơm dinh dưỡng của Dương Tiêu đưa tới. Ăn ngon không? Dương Tiêu cười hỏi. Đường Mộc Tuyết vén tóc dài trên trán nhẹ nhàng nói, ừm. Ăn ngon, chỉ cần là anh đút đều ngon. Mộc Tuyết, ngon thì ăn nhiều chút. Dương Tiêu dịu dàng nói. Sau bữa ăn đơn giản, Dương Tiêu võ về Đường Mộc Tuyết ngủ, có Dương Tiêu ở bên cạnh, Đường Mộc Tuyết nhanh chóng tiến vào trạng thái nghỉ trưa. Không tới 10 phút, Thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung đột nhiên gọi tới. Anh Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Cứu y mồ, mau cứu y mồ không? Không được, AI không, đừng. Vừa kết nói, một giọng nói hoảng hốt phát ra trong điện thoại. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Không được, không được làm gì. Đừng, đừng gì. Trong phút chốc, trong đầu Dương Tiêu hiện lên một hình ảnh táo bạo. Chẳng lẽ, tút tút Dương Tiêu chưa kịp nói, Tô Thiên Lung đã bị ép phải cúp máy. Điềm báo mãnh liệt không rõ càng ngày càng mạnh. Dương Tiêu Vân luôn coi Tô Thiên Lung như em gái ruột, lúc này Tô Thiên Lung gặp khó, suy nghĩ của Dương Tiêu lập tức phức tạp. Xin chào, điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Dương Tiêu cố gắng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã rơi vào trạng thái tắt máy. Không ổn, rõ ràng con nhóc đang gặp rắc rối lớn, trong lòng Dương Tiêu không thể bình tĩnh được nữa. Nhìn Đường Mộc Tuyết đã ngủ say, Dương Tiêu hít sâu một hơi, anh gọi điện thoại, khóa địa chỉ nơi vừa gọi đến cho tôi. Vâng, điện hạ, trong điện thoại vang lên một giọng nói cung kính. Trong vòng một phút, Dương Tiêu nhận được một tin nhắn, nội dung trong tin nhắn là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ. Dương Tiêu liếc nhìn, không thể tin được, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ R nổi tiếng ở trong nước, đã sản xuất nhiều bộ phim bùng nổ, gây chấn động trong nước. Điều mà Dương Tiêu không bao giờ tới là nơi Tô Thiên Lung xảy ra chuyện lại ở công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ. Đường Mộc Tuyết đã ngủ rất say, Tô Thiên Lung gặp nguy hiểm, Dương Tiêu không thể do dự, anh dặn đổi ý vài câu rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Mong Tô Thiên Lung đừng xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện, Dương Tiêu nhất định sẽ ra tay khiên người nọ trả giá bằng máu. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ, trong văn phòng chủ tịch. Thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung hoảng hốt, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đôi chân trắng nõn mảnh mai bao phủ bởi tất chân, đầu vai khoác chiếc áo choàng màu trắng. Lúc này, trước mặt cô là Vương Tỉnh, con trai của Vương Sách, đạo diễn lớn nhất trong Thiên Phủ Chỉ Quốc. Liên lạc với thằng cháu Dương Tiêu kia, hừ, thằng cháu trai này vẫn còn ở Trung Nguyên nhỉ, Vương Tỉnh cầm điện thoại của Tô Thiên Lung cười âm u. Nghĩ đến vẻ mặt của Dương Tiêu, Vương Tỉnh rất muốn lập tức đè Dương Tiêu xuống đất đánh thật mạnh. Trước đó ở phim trường thành phố Trung Nguyên, anh ta theo đuổi Tô Thiên Lung, nhưng liên tục bị Dương Tiêu phá hỏng chuyện tốt, không cần phải nói Vương Tỉnh có thành kiến với Dương Tiêu đến mức nào. Tô Thiên Lung tức giận thân thể run rẩy, Vương Tỉnh, mau trả điện thoại cho tôi. Trả lại cho cô, Vương Tỉnh cười. Anh ta cầm điện thoại di động của Tô Thiên Lung đặt lên mũi hít sâu, vẻ mặt thỏa mãn, ôi chao, không hổ là người trong lòng tôi,
không hổ là thiên hậu châu Ớ trẻ tuổi, thật thơm, thơm quá. Không biết đặt Thiên Lung, cô dưới người có còn thơm như này không, chậc chậc. Thiên Lung, không nên chậm trễ, nào, để tôi kiểm tra kỹ thân thể của cô. Nhìn chằm chằm Tô Thiên Lung có khí chất xinh đẹp, Vương Tỉnh le lưỡi liếm, anh ta gần như chảy nước miếng. Anh ta yêu thích Tô Thiên Lung, yêu thích đến phát điên. Vương Tỉnh theo đuổi Tô Thiên Lung không phải ngày một ngày hai, Vương Tỉnh không biết đã bao nhiêu ngày đêm muôn ôm Tô Thiên Lung đè dưới thân, chinh phục cô hoàn toàn. Trước đó ở thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu xuất hiện hoàn toàn kích thích tính chiếm hữu mạnh mẽ của Vương Tỉnh. Ở thành phố Trung Nguyên, Vương Tỉnh không dễ gây rắc rồi cho Dương Tiêu, nhưng đây là Đế Đô. Đế Đô là nơi như thế nào? Đó là thủ đô của đất nước, dưới chân ông trời. Quan trọng nhất là Đế Đô là địa bàn của anh ta không tin Dương Tiêu còn có thể đến Đế Đô gây chuyện với anh ta. Vương Tỉnh vốn luôn ăn chơi, ít khi để ý đến tin tức bên ngoài, anh ta không hề hay biết bây giờ Dương Tiêu đang ở Đế Đô. Vương Tỉnh, tôi cảnh cáo anh Dương Tiêu đang ở Đế Đô, nếu để anh Dương Tiêu biết anh dám giam giữ tôi, anh Dương Tiêu nhất định sẽ không tha cho NHL. Tô Thiên Lung nhìn chằm chằm Vương Tỉnh với vẻ cảnh giác và cảnh cáo. Giờ phút này, Tô Thiên Lung thực sự khiếp sợ. Cô có thể thấy rõ sự điên cuồng trong mắt Vương Tỉnh, cô biết nếu lần này ý định của Vương Tỉnh trở nên điên cuồng anh ta có thể sẽ tấn công cô. Tô Thiên Lung chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng Dương Tiêu có thể nhanh chóng đến cứu cô, nếu không cô thật sự rơi vào miệng cọp. Vương Tỉnh khinh thường nói, thật sao? Thiên Lung, tôi có thể nói rõ cho cô biết, hôm nay tôi đã dám ra tay với cô, tôi tự nhiên đã sắp xếp trước mọi chuyện. Hiện tại bên ngoài đã được tôi sắp xếp một số lượng lớn cao thủ, tất cả đều là thành viên Tỉnh Nhuệ siêu cấp, chỉ cần Dương Tiêu dám tới, tôi có thể đảm bảo lúc vào đi thẳng, lúc ra năm ngang. Cái gì? Vương Tỉnh đã bố trí nhiều thành viên Tỉnh Nhuệ siêu cấp ở bên ngoài. Nghe vậy, gương mặt Tô Thiên Lung trăng bệch. Xong, lần này sắp xong rồi. Tô Thiên Lung biết Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, nhưng có bài học kinh nghiệm trước đó, lần này người Vương Tỉnh bố trí chắc chắn không phải người bình thường. Nếu những người này cầm súng, sẽ thực sự không tốt cho sự an toàn của Dương Tiêu. Vương Tỉnh, anh khốn nạn, Tô Thiên Lung rất đau lòng. Hôm nay cô đến công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ bàn về một kịch bản, ai ngờ công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ đã thay đổi chủ tịch mới lại là Vương Tỉnh trước mặt này. Điều này, thật sự không thể tin được. Xét cho cùng, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ là một công ty giải trí nổi tiếng trong nước với mức định giá cao trên thị trường. Tô Thiên Lung không hề hay biết, cha Vương Tỉnh đạo diễn show 1 trong giới giải trí đã đập hết xó tiền tiết kiệm trong đời. Lấy được 51% cổ phần của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ, có được quyền kiểm soát tuyệt đối. Xét cho cùng Vương Sách đã già, ông ta muốn tạo một số lợi ích cho đứa con trai Vương Tỉnh. Vương Tỉnh trở thành chủ tịch mới của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn truyền hình Hoa Nghệ. Khi biết tin Tô Thiên Lung sắp đến, trong lòng anh ta có vô vàn những ý nghĩ sâu xa, vì vậy anh ta đã sắp xếp mọi việc từ trước, chờ Tô Thiên Lung đến. Khi Tô Thiên Lung đến, bản chất của Vương Tỉnh đã hoàn toàn lộ diện. Vương Tỉnh nhìn chăm chăm vào thân hình gợi cảm của Tô Thiên Lung thèm muốn. Thiên Lung, bây giờ tôi là chủ tịch của truyền hình Hoa Nghệ, cô là thiên hậu châu Á trẻ tuổi, chỉ cần tôi và cô hợp lực vì một tương lai tươi sáng, làm người phụ nữ của tôi, Thiên Lung làm người phụ nữ của tôi đi. Anh đừng hòng, Tô Thiên Lung nói với vẻ kinh tởm. Cô ghét cay ghét đắng Vương Tỉnh, cô đã có một tình cảm sâu đậm với Dương Tiêu. Cô không hề thích một kẻ ăn chơi như Vương Tỉnh. Bị Tô Thiên Lung từ chối, lại nhìn vẻ mặt chán ghét trên mặt Tô Thiên Lung, thần kinh não của Vương Tỉnh bị kích thích ngay tại chỗ, anh ta căm hận nói, đờ mời cho thể diện còn không muốn hả? Người đâu, bắt cô ta lại cho tôi. Vâng, chủ tịch, vài vệ sĩ đứng sau Vương Tỉnh xông lên. Tô Thiên Lung là một cô gái trẻ mới bước vào tuổi mới lớn, làm sao có thể là đối thủ của nhóm vệ sĩ cao to vạm vỡ thô kệch này? Vì thế Tô Thiên Lung nhanh chóng bị vài vệ sĩ giữ chặt, không thể di chuyển. Thả tôi ra, vẻ mặt Tô Thiên Lung tái nhợt. Vương Tỉnh cởi áo đi tới trước mặt Tô Thiên Lung. Nhìn thấy thân trên trần trụi của Vương Tỉnh, Tô Thiên Lung trợn tròn mắt, Vương Tỉnh, anh. Anh muốn làm gì, anh muốn làm gì? Chuyện đã đến mức này, cô còn không hiểu. Tô Thiên Lung, không mềm đúng không? Vậy tôi chỉ có TH cứng rắn thôi. Không, đừng. Tô Thiên Lung sợ đến mức suýt bật khóc. Suốt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều vô ích, Tô Thiên Lung càng la hét,
mọi dây thần kinh trong cơ thể Vương Tinh càng bị kích thích. Vương Tinh bước tới đột ngột xé, phần vải của váy trước ngực Tô Thiên Lung bị Vương Tinh đang mắt kiểm soát xé toạc. Ngay sau đó, làn da trắng như tuyết xuất hiện ngay lập tức, bộ đồ lót màu trắng bên trong của Tổ Thiên Lung lộ ra trong tầm nhìn của Vương Tinh. Vương Tinh nhìn thấy cảnh này, anh ta khó khăn nuốt nước bọt, bữa ăn tuyệt vời, thật sự là bữa ăn tuyệt vời. Không, đừng, Tô Thiên Lung có găng vùng vây. Cô sợ hãi nước mắt lấp lánh chảy ra, trong lòng Tô Thiên Lung tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ bị Vương Tỉnh khinh nhờn không thương tiếc sao? Kít! Ngay khi Tô Thiên Lung đang tuyệt vọng, chiếc xe Nai 15 ngang ngược xuất hiện dưới tầng truyền hình hoa nghệ, bóng dáng lạnh lùng và đáng sợ của Dương Tiêu nhanh chóng bước ra khỏi xe. Đừng, cô nói đừng thì đừng chắc. Vương Tỉnh le lưỡi. Lúc này, trong mắt Vương Tỉnh tràn đầy vẻ chiếm hữu, anh ta rất thích Tô Thiên Lung, từ lâu anh ta đã muốn ôm Tô Thiên Lung đặt dưới thân mình hung hăng chơi đùa. Vì quá thích Tô Thiên Lung nên trước đây anh ta vẫn giữ phong thái của một quý ông. Điều khiến Vương Tỉnh tức giận thở hồn hền là Tô Thiên Lung không hề quan tâm đến anh ta, cũng không gọi điện cho anh ta. Cùng với sự xuất hiện của Dương Tiêu, Vương Tỉnh hoàn toàn mất kiên nhẫn, muốn có được Tô Thiên Lung, dù có bị măng là câm thú không từ thủ đoạn cũng phải có được Tế Thiên Lung. Cho dù cuối cùng sẽ phải vào tù, anh ta cũng muốn có được cơ thể của Tô Thiên Lung. Yêu một người, nếu còn không dám ngồi tù thì sao có thể nói yêu cô ấy? Điên, trạng thái của Vương Tỉnh lúc này có thể nói là đã bị bỏ bùa mê. Nhóc, đứng lại cho tôi. Ở tầng dưới của truyền hình hoa nghệ, Dương Tiêu còn chưa bước vào đã bị một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ chặn ở cửa. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sao? Các người muốn ngăn cản tôi. Tên cầm đầu lấy một tấm hình ra xem rồi anh ta chợt huýt sáo. Cộp 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 cộp. Ngay sau đó, những bóng đen xuất hiện ở tất cả các phía ở tầng dưới truyền hình hoa nghệ, những người này đều là những người có khí thế lẫm liệt, rõ ràng đều là giới tinh anh. Là cậu ta, xử lý cậu ta, tên cầm đầu nhìn chằm chằm Dương Tiêu lạnh lùng nói. Mà người trong ảnh trên tay anh ta là Dương Tiêu, là Vương Tỉnh đưa cho anh ta, Vương Tỉnh nói với anh ta chỉ cần người trong ảnh xuất hiện, hãy lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dê chết ngay tại chỗ, xảy ra chuyện gì anh ta Vương Tỉnh sẽ gánh. Trong văn phòng chủ tịch, đôi mắt đẹp của Tô Thiên Lung đầy nước mắt pha lê, cô dùng mình, Vương Tỉnh, tôi cảnh cáo anh không được làm dậy, để anh Dương Tiêu biết anh đối xử với tôi như vậy, anh Dương Tiêu sẽ thật sự không tha cho NHL. Chát, nghe thầy mấy chữ Dương Tiêu, Vương Tỉnh không kìm được sự tức giận trong lòng, anh ta vung tay tát thăng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thiên Lung. Đờ mờ, Tô Thiên Lung, đồ đĩ, đến bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ đến tên khôn Dương Tiêu đó. Có phải cô đã bị tên khôn Dương Tiêu kia ngủ rồi không? Không nhìn Ran Thiên Hậu châu Á trẻ tuổi từ trước đến nay luôn trong sạch lại thích một thằng già. Kỹ thuật của Dương Tiêu tốt lắm hả? Dương Tiêu có thể khiến cô thỏa mãn. Dương Tiêu phục vụ cô rất thoải mái hả? Vương Tinh đỏ mắt hỏi. Bị Vương Tỉnh tát, má của Tô Thiên Lung đau đớn, đầu óc cô hơi ong ong. Nhưng nghe thấy những lời thô tục của Vương Tỉnh, Tô Thiên Lung đau lòng và tức giận. Anh nói bậy, anh đang nói bậy. Tôi không làm những chuyện đó anh Dương Tiêu. Tô Thiên Lung chưa bao giờ phải chịu những lời chế giễu như vậy. Mặc dù Tô Thiên Lung thích Dương Tiêu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những điều đáng xấu hổ với Dương Tiêu. Xét cho cùng thì Tô Thiên Lung cũng vừa mới trưởng thành, như một bông hoa, còn về phần tình cảm cô chỉ đang ở giai đoạn đầu của tình yêu. Không có, thật không, Tô Thiên Lung, mẹ kiếp cô thật sự cho rằng tôi là đồ ngốc hả, Vương Tỉnh tức giận nói. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của Tô Thiên Lung hiện lên một vệt ửng hồng, trong mắt Vương Tỉnh vệt ửng hồng đó vô cùng chói mắt, dường như vệt ửng hồng này là dấu hiệu cho thầy Tô Thiên Lung đã có một chân với Dương Tiêu. Tôi không có, Tô Thiên Lung nói một cách chắc chắn. Vương Tỉnh cười hung ác, không có, có hay không tôi kiểm tra sẽ biết ngay. Tiếp theo, tôi sẽ dùng thực lực của tôi nói cho cô biết, kỹ thuật của tôi còn tốt hơn Dương Tiêu nhiều, trước mặt tôi, Dương Tiêu chẳng là cái thá gì, anh ta chỉ như cái giam. Vẻ on khoảnh khắc tiếp theo, Vương Tinh không còn do dự nữa, vươn tay xâm phạm áo màu trắng trước ngực Tô Thiên Lung. Không, không được, Tô Thiên Lung kinh hoàng. Vương Tỉnh vô cùng hưng phấn, như thế anh ta sắp có thể chiếm hữu được Tô Thiên Lung hoàn toàn, như thế anh ta sắp có thể đè Tô Thiên Lung dưới thân hung hăng khinh nhờn. Tin hay không, nếu anh dám động vào một sợi lông em ấy, tôi sẽ chặt đứt chân chó của NHTEP. Tin hay không, nếu anh dám động vào một sợi tóc của em ấy, tôi hôm nay sẽ tàn sát cả nhà của NHTL.
Ngay khi Vương Tỉnh chuẩn bị xâm phạm Tô Thiên Lung, một giọng nói lạnh thấu xương đột nhiên vang lên. Vèo. Ngay sau đó, một luồng sát khí kinh người bao trùm lấy Vương Tỉnh, thân thể Vương Tỉnh đột nhiên cứng đờ như bị điện giật. Anh ta có thể cảm nhận được rõ một luồng sát khí đáng sợ đang khóa chặt trên người, như thể có một thanh kiếm sắc bén đang ẩn hiện sau lưng, sẵn sàng chặt đầu anh ta bất cứ lúc nào. Ai, Vương Tỉnh đột ngột quay lại. Trong nháy mắt Vương Tỉnh quay lại, chỉ nhìn thấy cửa phòng chủ tịch đột nhiên biến thành đồng vụn, bóng dáng không giận mà uy của Dương Tiêu bước vào từ cửa. Nhìn thấy rõ người tới, Vương Tỉnh kinh hãi như gặp ma, Dương. Dương Tiêu. Anh Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu đen, trong lòng Tô Thiên Lung đột nhiên nổi sóng. Dương Tiêu nhìn về phía Tô Thiên Lung, thay vải váy trước ngực Tô Thiên Lung đã bị rách, lộ ra quần áo màu trắng bên trong, một cơn tức giận vô hình bộc phát trong lòng Dương Tiêu ngay lập tức. Dám khinh nhờn Tô Thiên Lung, đáng chết. Năm đó khi Tô Thiên Lung bị bắt nát trong trại trẻ mồ côi, Dương Tiêu vẫn nhớ rất rõ. Kể từ đó, Dương Tiêu đã hạ quyết tâm sau này sẽ bảo vệ Tô Thiên Lung, để cô gái nhỏ ngây thơ này không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Trước đây anh đã từng làm chấn động Vương Tỉnh ở thành phố Trung Nguyên, nhưng không ngờ Vương Tỉnh không biết sống chết lại có suy nghĩ về Tô Thiên Lung. Tô Thiên Lung được Dương Tiêu coi như em gái ruột, hành vi của Vương Tỉnh thực sự khiến Dương Tiêu tức giận. Xin lỗi Thiên Lung, anh đến muộn. Ánh mắt Dương Tiêu đầy dịu dàng. Không muộn, anh Dương Tiêu, không muộn, Tô Thiên Lung dưng dưng nghẹn ngào. Suýt chút nữa cô đã bị Vương Tỉnh xâm phạm thành công, may mà Dương Tiêu tới kịp, cứu cô ra khỏi biên khô. Vương Tỉnh trợn tròn mắt, tức giận nói, đồ khốn. Lại là anh phá hỏng chuyện tốt của ông đây, Dương Tiêu, con mẹ nó anh không sống tốt ở thành phố Trung Nguyên, chạy. Đến Đề Đô làm gì? Anh biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm không? Anh có biết anh chọc giận tôi như thế nào không? Đúng là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Trên thực tế Đề Đô rất an toàn với anh, nhưng tiếc là tôi tới rồi. Vương Tỉnh sững sờ, anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu lại kiêu ngạo như vậy. Đối với anh ta mà nói Đề Đô rất an toàn, nhưng đáng tiếc, Dương Tiêu tới rồi. Có ý gì, chẳng lẽ Dương Tiêu tới thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm? Vương Tỉnh khinh thường nói, giọng điệu thật sự không nhỏ, Dương Tiêu, tôi đã bố trí hơn 100 tinh nhuệ ở bên ngoài, anh cho rằng hôm nay anh có thể sống sót đi ra ngoài sao? Tinh nhuệ, trong mắt tôi cái gọi là tinh nhuệ chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, Dương Tiêu thờ ơ nói. Vương Tỉnh chế nhạo, thật sao? Người đâu, bắt tên khốn này lại cho tôi. Vừa rút lời, vẻ mặt Vương Tỉnh càng nham hiểm hon, như thể Dương Tiêu sắp trở thành một cái xác lạnh băng. Tuy nhiên, anh ta lớn tiếng nhưng không có ai trả lời. Người đâu, bắt tên khốn này lại cho tôi, Vương Tỉnh lại hét lên. Tuy nhiên, vẫn không có ai trả lời. Vương Tỉnh nhíu mày, mẹ kiếp, bọn khốn kiếp này đang làm gì thế hả? Ói y ói ối ối y. Giây tiếp theo. Vương Tỉnh nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ tầng dưới. Vương Tỉnh vô thức dựa sát vào cửa sổ nhìn xuống tầng, chỉ thấy hơn 100 tên thuộc hạ tinh nhuệ nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào. Ngã, hơn 100 tinh nhuệ đều bị Dương Tiêu đánh ngã. Điều này, làm sao có thể? Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến Vương Tỉnh kinh hoàng đã được sinh ra, một giọng nói dường như bắt nguồn từ địa ngục phát ra từ miệng của Dương Tiêu. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là tầng 22. Ngã từ tầng 22 xuống nhất định sẽ thịt nát xương tan. Vương Tỉnh, anh Vương, có muốn trải nghiệm ngay không? Cái gì, rơi từ tầng 22 thịt nát xương tan? Nghe vậy, Vương Tỉnh tê dại ra đầu, dựng tóc gáy, tim gan như sắp nứt ra. Trải nghiệm thịt nát xương tan. Dương Tiêu, con mẹ nó rốt cuộc anh là quỷ hay là người? Nhóc, nhắm mắt lại, Dương Tiêu trầm giọng nói. Tô Thiên Lung nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu. Lông mi dài của cô run lên, đôi mắt đẹp nhanh chóng nhắm lại. Vẻ on khoảnh khắc tiếp theo, Vương Tỉnh còn chưa kịp quay đầu lại, Dương Tiêu đã xuất hiện sau lưng Vương. Tỉnh như một bóng ma, tay phải của anh đột nhiên đè lên đầu Vương Tỉnh, qua cửa sổ toàn bộ đầu của Vương Tỉnh đột nhiên ló ra ngoài cửa sổ. Mặc dù hôm nay thời tiết tốt, nhưng gió lạnh từ trên tòa nhà cao hơn 20 tầng vẫn lạnh thấu xương. Anh Vương! Nhìn thế giới phồn hoa này nhiều hơn chút đi, trong lòng Dương Tiêu đã có ý định dê Vương Tỉnh. Sau khi trải qua chuyện của Đường Long, tính cách của Dương Tiêu đã thay đổi rất lớn. Nếu con người không nhẫn tâm, thật sự khó có thể đứng vững trong xã hội này. Mình tha cho Đường Long hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng những gì Đường Long làm ra lại là hại Đường Mộc Tuyết. Tương tự như vậy,
nếu mình không đến kịp, Tô Thiên Lung mà anh coi như em gái ruột sẽ bị Vương Tỉnh xuông tay dã man. Tô Thiên Lung vừa trưởng thành, đang ở trong độ tuổi xinh đẹp, nếu bị Vương Tỉnh xâm phạm, e rằng đời này sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng. Nhổ cỏ không nhỏ tận gốc, gió xuân thổi qua lại mọc lên. Từ nay về sau, anh Dương Tiêu kiếp này sẽ không còn nhẹ tay nữa. Nhìn thế giới phồn hoa này nhiều hơn chút. Vương Tỉnh nghe xong linh hồn run lên, mồ hôi lạnh trên trán càng rơi tí tách hơn. Người đâu, mau xử lý anh ta cho tôi, mau xử lý anh ta cho tôi, Vương Tỉnh vội vàng hét lên. Anh ta không muốn chết, nhưng Vương Tỉnh có thể cảm nhận được rõ Dương Tiêu này sinh sát khí cực mạnh với anh ta. Lên, nghĩ cách cứu chủ tịch, mái tên vệ sĩ trong văn phòng lao về phía Dương Tiêu. Trong phút chốc, khi nhóm người đến gần Dương Tiêu, cơ thể của Dương Tiêu biến thành bóng mờ đi tới phía sau họ. Ánh mắt Dương Tiêu đầy tức giận, anh đá vào eo bọn vệ sĩ, lực mạnh bùng nổ khiến bọn vệ sĩ không thể chống đỡ nổi. Lúc này, thân hình của những vệ sĩ này đập mạnh vào kính chăn gió như một quả đạn đại bác. Ý định giết người của Dương Tiêu đã nổi lên, dưới toàn bộ sức mạnh của anh, kính chắn gió bị bọn vệ sĩ đập vào biên thành những mảnh vỡ. Ao! Ngay sau đó, những âm thanh xuyên thấu vang vọng bầu trời, mấy bóng người từ tòa nhà cao hơn 20 tầng đột nhiên rơi xuống tầng dưới. Bịch! Bịch 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 bịch! Mười mấy giây sau, những vệ sĩ này thiếp đất, thân thể cường tráng gần như biến thành một vũng thịt, rất nhiều máu trào ra khỏi cơ thể, tất cả đều chết không thể chết thêm nữa. Má ơi! Đầu Vương Tỉnh vẫn ở bên ngoài, anh ta nhìn thấy. Cảnh tượng kinh khủng này, tầm mắt của Vương Tỉnh bị chấn động cực lớn, anh ta hoảng sợ hai chân mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Đẫm máu, hung tàn, kinh dị, đáng sợ. Một số người rơi xuống từ tòa nhà cao hơn 20 tầng, cảnh tượng này thật sự kinh hãi. Vù vù vùi kính chắn gió vỡ tung, một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Tỉnh hoảng sợ đến mức tim gần như bay ra ngoài. Dương Tiêu xoay người đi đến trước mặt Tô Thiên Lung, anh cởi áo khoác lên cơ thể gầy gò của Tô Thiên Lung. Từ trước đến nay, Dương Tiêu vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là đối xử dịu dàng với người thân, hung tàn với kẻ thù, kiên quyết không thể hiện mặt đẫm máu của mình trước mặt người thân. Tuy nhiên, những sự việc lặp đi lặp lại ngày hôm nay đã hoàn toàn kích thích thần kinh não của Dương Tiêu. Phần váy trước ngực Tô Thiên Lung bị xé toạc để lộ nội y màu trắng bên trong, Tô Thiên Lung gần như bị lộ hết. Mặc dù vậy, lòng tự trọng của Tô Thiên Lung cũng đã bị khinh nhờn cực lớn, và nhóm người này đã nhìn thấy làn da trắng trên ngực của Tô Thiên Lung. Nhóm người này phải chết mới có thể rửa sạch nỗi nhục Tô Thiên Lung đã phải chịu. Ngồi đi, Dương Tiêu kéo Tô Thiên Lung đến ghế sofa trong văn phòng. Tô Thiên Lung vô thức mở mắt ra, cô nhìn thấy kính vỡ tung, cô kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng, anh Dương Tiêu, anh. Tô Thiên Lung thông minh lanh lợi, vừa nãy cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Giờ lại thay thủy tỉnh vỡ, bóng dáng mây tên vệ sĩ trong văn phòng đều biến mất. Tô Thiên Lung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra. Thiên Lung, đừng sợ, những người này đều đáng chết, vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo âm u. Dương Tiêu lại chậm rãi nói, Thiên Lung, tuy em còn trẻ, nhưng chắc hẳn em đã thấy qua bóng tối và bản thỉu trong giới giải trí. Có một số người có tâm vô cùng bắn thỉu, nhưng lại coi trời bằng vung ở trong gió này. Hôm nay, anh Dương Tiêu đích thân dạy cho em một bài học. Trong cuộc sống, dù ở lĩnh vực nào, nếu trái tim không thể nguôi ngoai thì cuối cùng cũng sẽ tổn thương. Tô Thiên Lung lộp bộp trong lòng, cô mơ hồ đoán được Dương Tiêu sắp làm gì. Đúng vậy, Tô Thiên Lung tuy còn trẻ nhưng đã đứng ở vị trí thiên hậu châu Á trẻ tuổi, Tô Thiên Lung cũng đã sớm hiểu trong vòng tròn nào không hung ác sẽ không đứng vững được. Nhiều khi bạn thành công, người ta sẽ ghen tị với bạn, đỏ mắt với bạn, thậm chí muốn giết bạn. Nhưng khi bạn phát hơn nhiều người hoặc bạn tàn nhẫn hơn họ, những người này sẽ kính sợ bạn, tôn thờ bạn như thần tượng. Tô Thiên Lung có vẻ là người thiếu kinh nghiệm xã hội, nhưng cô thực sự đã nhìn ra được quá nhiều âm mưu. Nếu cô tàn nhẫn hơn một chút, bây giờ cô không phải thiên hậu nhỏ của châu Á, mà là thiên hậu châu Á thực sự. Thiên Lung, anh biết em có tấm lòng nhân hậu, có một số việc em không thể làm, nhưng có những việc em không làm. Anh Dương Tiêu có thể giúp em làm đao phủ này, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Như chúng ta đã biết, ngành cộng nghiệp giải trí là một thủng thuộc nhuộm lớn. Khi đã bước vào vòng tròn này, nếu bạn muốn đạt được kết quả, muốn thoát ra khỏi vũng bùn mà không bị váy bản thì quá khó, rất khó. Bù! Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce Phantom xông thẳng vào tầng dưới truyền hình Hoa Nghệ, một bóng dáng trung niên với khí thế hào hùng bước xuống xe.
Nhìn thấy một số xác chết nằm ở dưới tầng, người đàn ông trung niên mở to mắt hét lên, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo diễn Vương, xảy ra chuyện lớn, đã xảy ra chuyện lớn. Cậu chủ bị một người tên Dương Tiêu bắt làm con tin. Đây là vệ sĩ riêng của cậu chủ, tất cả đều rơi từ trên tầng xuống, chết thảm tại chỗ, e là hiện tại cậu chủ đang gặp nguy hiểm sớm tôi, vệ sĩ vội vàng nói. Cái gì? Tỉnh Nhi đang gặp nguy hiểm sớm tôi, người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Người này không phải ai khác chính là Vương Sách, đạo diễn lớn nhất giới giải trí trong nước. Mau, mau tập họp, theo tôi đi cứu Tỉnh Nhi, Vương Sách không thể bình tĩnh được nữa, ông ta vội vàng hét lên. Lúc này, trong phòng làm việc, một mùi khai nông nặc bay ngút lên trời. Nhìn kỹ thì thấy Vương Tỉnh run rẩy cả người, đúng quần ướt đầm, rõ ràng là Vương Tỉnh này bị hành vi của Dương Tiêu dọa sợ. Dương Tiêu đi tới trước mặt Vương Tinh với vẻ mặt lạnh lẽo, ảnh Vương, anh đã nhìn thế giới phồn hoa này đủ chưa? Dương Tiêu, đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Thiên Lung, thực xin lỗi, tôi không nên có ác ý với cô, tha cho tôi đi, xin các người hãy tha cho tôi, Vương Tỉnh kinh hãi muốn chết mặt đầy hoảng sợ. Bây giờ đã biết sai, có phải đã quá muộn rồi không? Dương Tiêu âm u nói. Khoảnh khắc tiếp theo. Dương Tiêu túm lấy cổ áo Vương Tỉnh nhấc lên như rác đi chậm về phía cửa sổ. Không, không, đừng. Nhìn thấy Dương Tiêu muốn ném mình từ tầng 22 xuống, cả hồn phách của Vương Tỉnh rét run kêu lên. Hỗn láo, mau dừng tay lại cho tôi. Dám tấn công Tỉnh Nhỉ, cậu ăn gan hùm mật gầu hả? Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị thả Vương Tỉnh từ tòa nhà cao tầng xuống, một giọng nói như sâm bóp nghẹt đột nhiên vang lên, Vương. Sách át chủ bài trong giới đạo diễn dẫn theo hơn trăm người với sát khí bừng bừng xông vào. Cộp cộp cộp. Trong phút chốc, hơn trăm người ập vào văn phòng vây quanh Dương Tiêu. Nhìn thấy Vương Sách đen, Vương Tỉnh vội hét lên như năm được cọng rơm cứu mạng, bố cứu con với. Thả Tỉnh Nhi ra, Vương Sách gầm lên với Dương Tiêu như một con sư tử đang giận dữ. Ông ta chỉ có một người con trai duy nhất là Vương Tỉnh, nếu Vương Tỉnh chết thì dòng dõi của ông ta thực sự bị tuyệt hậu. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, đôi mắt của Vương Sách gần như bùng cháy. Ông ta là đạo diễn xuất sắc số một trong nước, không biết đã đạo diễn bao nhiêu bộ phim kinh điển, Vương Sách có vinh quang và niềm tự hào của riêng. Nhìn toàn bộ đề đô, ai dám dễ dàng động vào con trai của Vương Sách. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng giờ phút này Dương Tiêu chắc chắn đã bị ngũ mã phanh thây. Dương Tiêu diêu cọt, ông được xưng là át chủ bài Vương Sách đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Ông không biệt dạy con, Vương Tỉnh này uông phí làm người, chê sớm đầu thai sớm, đây không phải là một điều tốt đẹp sao? Chết sớm đầu thai sớm là điều tốt đẹp. Tên khốn, mau thả Tỉnh Nhi ra. Vương Sách tức giận gầm lên. Nhìn chằm chằm Vương Sách tức giận bùng nổ, Dương Tiêu nói một cách vô hại, nếu tôi không thả thì sao? Nói xong, Dương Tiêu đi tới bên cửa sổ, anh đặt Vương Tỉnh ra ngoài cửa sổ, chỉ cần Dương Tiêu thả tay ra, Vương Tỉnh nhất định sẽ chết. Bố cứu con ồ, Vương Tỉnh run chân, nước tiểu rơi từ trên xuống đất. Đây là một tòa nhà cao hơn 20 tầng, cách mặt đất ít nhất 6-70 mét, nếu rơi xuống thì ngay cả thần tiên Tu La cũng không thể thoát khỏi cái chết. Nhìn độ cao đến mức chóng mặt, hai mắt Vương Tỉnh tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu. Vương Tỉnh thầm mừng mậy mà quần áo của anh ta còn chắc, nếu không thì anh ta đã thực sự xong rồi. Nhìn thấy cả người Vương Tỉnh ở ngoài cửa sổ, Vương Sách kinh hãi. Ông ta mò vào trong túi lập tức lấy ra một khẩu súng sa mạc chi ưng chĩa vào Dương Tiêu, đồ khốn. Thả con trai tôi ra, mau thả con trai tôi ra, nếu còn không tha cho con trai của tôi, tin hay không tôi sẽ lập tức giết cậu. Điên, Vương Sách bị Dương Tiêu ép sắp phát điên. Dám giết chết con trai Vương Tỉnh của ông ta, đây là muốn làm gì? Muốn lật trời hả? Bắn đi, ông bắn đi, Dương Tiêu không hề hoảng sợ. Chỉ là Vương Sách đột nhiên lấy ra một khẩu súng sa mạc chi ưng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu, khiến cho tình hình đột nhiên trở nên rất khó coi. Cậu dám uy hiếp tôi, hai mắt Vương Sách đỏ như đầu bò. Ông ta tức giận run lên, Vương Sách bia nêu ông ta bóp cò giết Dương Tiêu, con trai Vương Tỉnh của ông ta cũng sẽ chết cùng Dương Tiêu. Dương Tiêu chế nhạo, thật sự cho rằng tôi sợ hãi. Có giỏi thì bắn đi, tôi không ngại nói cho ông biết, Vương Tỉnh này tôi giết chắc rồi. Tôi nói, cho dù Chúa Giê-xu đến cũng không thể cứu anh tai. Lời nói, ngang ngược cuồn cuộn. Âm thanh, âm vang có lực. Đúng vậy,
Dương Tiêu đã quyết định diệt Vương Tỉnh, cho dù Chúa Giêsu đến cũng không thể đảo ngược tình hình. Dám tấn công con nhóc Tô Thiên Lung, Dương Tiêu đã có ý định giết người mãnh liệt với Vương Tỉnh. Không buông tay đúng không? Nếu còn không buông tay, tin hay không tôi sẽ lập tức giết cô ta. Vương Sách Chó cùng dứt dậu lập tức nhắm Sa Mạc Chi Ưng vào Tô Thiên Lung. Khuôn mặt của Tô Thiên Lung sợ hãi tái nhọt, cô thực sự không ngờ tình hình lại mất kiểm soát như vậy. Hai mắt Dương Tiêu lạnh lùng, anh nói, nếu hôm nay con nhóc Thiên Lung thiếu một sợi tóc, tôi sẽ giết cả hai bố con nhà ông. Mẹ kiếp, tên khốn, cậu thật sự cho ăn tôi là quả hồng mềm có thể bị cậu tùy ý năm hả? Giây phút tiếp theo, ông ta chĩa Sa Mạc Chi Ưng về phía Tô Thiên Lung bóp cò một cách ngang tàng. Bà ngô. Theo sau tiếng bóp cò, một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang lên khắp văn phòng. Tất cả mọi người đều bị sốc, không ai ngờ Vương Sách lại thực sự ra tay. Ai, Tô Thiên Lung hét lên, tai cô ủ đi. Vương Sách sải bước đến chỗ Tô Thiên Lung, ông ta chĩa Sa Mạc Chi Ưng vào đầu Tô Thiên Lung, thả Tỉnh Nhỉ ra, nếu còn không thả Tinh Nhi, tôi sẽ thật sự giết cô ta. Mặc dù vừa nãy Vương Sách nói nhắm vào Tô Thiên Lung, nhưng ông ta không giết Tô Thiên Lung một cách hung ác, viên đạn bắn trượt. Vương Sách hiểu rằng nếu Tô Thiên Lung chết, ít nhất ông ta sẽ không còn con tin. Một khi đánh mật quân bài đánh cược với Dương Tiêu, có lẽ con trai Vương Tỉnh của ông ta sẽ chết thật. Anh Dương Tiêu, gương mắt non nớt của Tô Thiên Lung tràn đầy đau đớn. Vừa nãy viên đạn cách tai cô chưa đầy 3 cm, tiếng ong ong lón khiến màng nhĩ của Tô Thiên Lung bị tổn thương không nhỏ. Tên khốn, nhìn thấy Vương Sách nổi điên như thế, Dương Tiêu không khỏi nắm chặt tay. Vương Sách cầm Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào đầu Tô Thiên Lung, thả người, lập tức thả người, nếu còn không thả, tôi sẽ thực sự giết cô ta. Lúc này, Vương Sách trông giống như một con sư tử bùng nô, để cứu con trai Vương Tỉnh của mình, Vương Sách đã thực sự phát điên. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Thiên Lung, Dương Tiêu không đành lòng, được. Tôi thả anh ta, ông cũng thả Thiên Lung ran. Bây giờ cậu không đủ tư cách đàm phốt với tôi. Lập tức thả Tinh Nhi, nếu không tôi sẽ diệt cô ta, Vương Sách hét lên một cách điên cuồng. Lão già thành tinh, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Vương Tỉnh đã làm đạo diễn điện ảnh và truyền hình cả đời, ông ta chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy Tô Thiên Lung rất quan trọng với Dương Tiêu, cực kỳ quan trọng. Ông ta đang đánh cược giá trị của Tô Thiên Lung trong lòng Dương Tiêu. Chỉ cần Dương Tiêu tha cho Vương Tỉnh, thì mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, họ sẽ là dao, Dương Tiêu sẽ là cá, họ có thể tùy ý tra tấn Dương Tiêu đến chết. Lão nghé con, ông có gan thử xem L. Dương Tiêu lại tức giận. Anh gần như dõi theo Tô Thiên Lung trưởng thành, Dương Tiêu làm sao có thể nhìn Tô Thiên Lung không xảy ra chuyện được. Anh Dương Tiêu, không, đừng, đôi mắt Tô Thiên Lung lấp lánh đầy nước mắt. Cô biết rất rõ một khi Dương Tiêu thả Vương Tỉnh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thả người. Chẳng lẽ cậu rất muốn tôi giết cô ta, Vương Sách lại hét lên. Nhìn chằm chằm Vương Sách đang rơi vào trạng thái bùng, nô, Dương Tiêu tự diêu, được. Tốt lắm, rất tốt. Ông đang chơi cờ với tôi đúng không? Chúc mừng ông đã thắng cược, Thiên Lung rất quan trọng với tôi, mạng sống của con trai ông rẻ mạt, có tôi ở đây, còn không bằng một sợi tóc của Thiên Lung. Nói xong, Dương Tiêu kéo Vương Tỉnh từ cửa sổ vào. Anh Dương Tiêu, không, không được. Tô Thiên Lung bật khóc. Nhìn thấy Dương Tiêu hy sinh mạng sống vì mình, Tô Thiên Lung cảm thấy đau nhói trong lòng. Thiên Lung, Vương Tỉnh thật sự không là gì so với an toàn của y mồ. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nói xong Dương Tiêu ném Vương Tỉnh xuông đát như rác. Phù, phù, lấy lại mạng sống từ rìa địa ngục, Vương Tỉnh như được miễn tội chết. Tinh Nhi, nhìn thấy con trai mình bình an vô sự, khuôn mặt Vương, Sách hiện đầy biểu cảm gớm ghiếc. Vương Tỉnh nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt oán hận, mẹ kiếp, Dương Tiêu, không phải anh rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn giết tôi sao? Anh tới đi, sao anh không dám nữa? Nhìn chằm chằm Vương Tỉnh đang đắc chí, Dương Tiêu cảm thấy chán ghét. Bố, con muốn giết anh ta, con muốn tự tay giết anh ta, Vương Tỉnh đến chỗ Vương Sách túm lấy Sa Mạc Chi Ưng nhắm vào Dương Tiêu. Bằng! Sa Mạc Chi Ưng vừa nhắm vào đầu Dương Tiêu. Vương Tỉnh đang sắp phát điên ngang tàng bóp cò. Anh Dương Tiêu, nhìn thấy Vương Tỉnh thực sự nổ súng, Tô Thiên Lung sợ hãi hét lên. Nhìn chằm chằm Vương Tỉnh, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên lộ ra vòng cung nham hiểm, như thể là quận vương của trời đất, khống chế sinh tử của muôn loài. Cười,
sắp chết đến nơi mà vẫn cười được, nhìn thấy nụ cười trên mặt Dương Tiêu, vẻ mặt Vương Tỉnh càng u ám và khiếp sợ hơn. Như thể Dương Tiêu sắp chết mà vẫn cười được là sự khinh nhòn lớn nhất đối với anh ta, như thể Dương Tiêu sắp chết mà vẫn cười được là điều không tôn trọng lớn nhất đối với anh ta. Sắp chết đến nơi, anh cho rằng anh có thể giết được tôi, trên mặt Dương Tiêu lộ ra vẻ vui đùa dày đặc. Vương Sách khinh thường nói, giấy chết, hết thuốc chữa. Trong mắt của hai cha con Vương Sách và Vương Tỉnh, Dương Tiêu nhất định sẽ chết dưới đòn này, chắc chắn Dương Diêu sẽ chết dưới đòn này không thể chết thêm nữa. Bằng. Tuy nhiên, ngay khi hai cha con Vương Sách và Vương Tỉnh cho rằng Dương Tiêu sẽ bị chảy máu ngay tại một tiếng súng bản tỉa chói tai đột nhiên phát nổ. Ngay khi viên đạn của Sa Mạc Chi Ứng chuẩn bị bắn trúng Dương Tiêu, một bóng mờ còn nhanh hơn lao vào đầu đạn kim loại của Sa Mạc Chi Ứng. Đầu đạn kim loại của Sa Mạc Chi Ứng hoàn toàn không thể chống lại lực lượng cuồng bạo này, bị đánh bay ngay tại chỗ. Tình huống gì, nhìn thấy Dương Tiêu bình an vô sự, Vương Tỉnh dùng mình như một con chim sợ hãi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Vương Tinh đang giật mình, anh vui đùa, tôi đã nói, anh sẽ không dê được tôi. Thật sao, tôi không giết được anh. Thật sự cho rằng mình là tiểu cường không chết được, Vương Tinh bị những lời này kích thích sâu sắc, anh ta lại chĩa Sa Mạc Chỉ Ưng lên ngang tàng bắn. Anh ta nhanh, Lăng Ảnh Huyên đang trốn ở tầng đổi diện câm Barret còn nhanh hơn. Theo sau tiếng rắc, cò súng được kéo ra, viên đạn bắn tỉa của Barret lao ra ngoài. Vương Tỉnh còn chưa kịp bóp cò, đầu đạn của Barret đã găm vào vai Vương Tỉnh. Trước mắt mọi người hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, toàn bộ cánh phải của Vương Tỉnh rung lên, cứ Barret đâm thủng. Lực nổ mà Barret mang theo quá mạnh, toàn bộ cánh tay phải của Vương Tinh không thể chịu nổi lập tức bị gãy. Vèo. Ngay lúc cánh tay phải của Vương Tỉnh bị bắn nổ tung, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh, anh vươn tay, Sa Mạc Chi Ưng lập tức rơi vào trong tay Dương Tiêu. Cánh tay phải bị gãy, Vương Tỉnh ngồi bẹp dưới đất, phần cánh tay phải bị gãy, máu chảy đâm đìa càng khiến người ta choáng váng. Hít, nhìn thấy trạng thái thê thảm của Vương Tỉnh, cả trăm tên thuộc hạ tinh nhuệ có mặt hiện trường đều dùng mình hít hà. Cảnh tượng này thực sự rất kinh hãi. Lúc này trán Vương Tỉnh đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đau đến mức gần như ngất xỉu. Nếu đã như vậy, Dương Tiêu không còn sợ gì cả. Trải qua bao nhiêu mưa gió, cảnh tượng nho nhỏ này chẳng là gì so với Dương Tiêu. Anh tin Lăng Ảnh Huyên, hợp tác với Lăng Ảnh Huyên rất hiệu lần, dù tiểu biệt lúc ngàn cân treo sợi tóc Lăng Ảnh Huyên sẽ hành động kịp thời. Tinh Nhi, mí mắt Phương Sách nhảy loạn xạ, kêu lên. Nhìn thấy cánh tay phải của con trai bị gãy đang chảy máu, Phương Sách cảm thấy tim đau nhói, gần như không thở được. Dương Tiêu cầm Sa Mạc Chi Ưng, nào, đạo diễn Vương, đừng kêu rên, giơ tay lên, mau giơ tay lên. Sao, cậu dám giết tôi, cậu dám giết tôi? Cậu biết tôi là ai không? Cậu có biết nếu tôi chết trong nước sẽ nổi lên trận bão lớn như thế nào không? Vương Sách tức giận như sư tử đứng dậy hét về phía Dương Tiêu. Ông ta là đạo diễn số một trong nước, nổi tiếng trên sân khấu thế giới, không biết có bao nhiêu ảnh hậu, ảnh đế do ông ta đào tạo ra. Nếu ông ta chết, với sức ảnh hưởng của ông ta, nhất định sẽ khiến Dương Tiêu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Dương Tiêu chê nhạo, ông là ai với tôi không quan trọng, quan trọng là ông đã xâm phạm điểm mấu chốt của tôi, bóp vòng vo, giơ tay lên. Tên khốn, Vương Sách tức giận. Là đạo diễn át chủ bài trong nước, Vương Sách chưa bao giờ phải chịu kiêu đôi xử như vậy, lúc này trong lòng ông ta có vô vàn lửa giận. Dương Tiêu cười đùa nói, đạo diễn Vương, đừng tưởng ông là đạo diễn át chủ bài trong nước thì tôi sẽ không dám động vào ông, biết cái chết có cảm giác như thế nào không? Cậu dám diệt tôi? Thằng xúc sinh nhà cậu dám động vào một ngón tay của tôi thử xem L, Vương Sách điên cuồng hét lên. Cánh tay phải của Vương Tỉnh con trai ông ta bị gãy, điều này đã kích thích nghiêm trọng đến Vương Sách. Lúc này Vương Sách đâu có thể khuất phục dễ dàng, ông ta thật sự muốn lập tức đè Dương Tiêu xuống đất đánh thật mạnh. Bằng. Tuy nhiên, khi Vương Sách vừa dứt lời, Dương Tiêu đã dứt khoát bóp cò. Một đầu đạn kim loại bản ra ngay lập tức, xê qua da đầu của Vương Sách. Chỗ giữa đầu của Vương Sách lập tức bị hói. Pằng pằng. Dương Tiêu lại bóp cò, thêm hai viên đạn kim loại bật ra. Trong phút chốc, trên đầu của Vương Sách xuất hiện chữ xuyên. Ba viên đạn bắn ra cứ thế làm mái tóc đen của Vương Sách xuất hiện chữ xuyên. Nhìn thấy chữ xuyên trên đầu của Vương Sách, tất cả hơn trăm tên thuộc hạ có mặt ở hiện trường đều vô cùng kinh hãi. Mặc dù bọn họ rất muốn nói bắn rất hay, nhưng...
Họ rất kinh hãi vì họ biết rằng nếu có gì bất trắc, e là lúc này Vương Sách đã biến thành một cái xác lạnh lẽo. Ba viên đạn lướt qua da đầu, lúc này linh hồn của Vương Sách run lên dữ dội. Cậu dám ra tay với tôi? Mẹ kiếp, cậu bị điên hả? Vương Sách trừng lớn hai mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cợt như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, đạo diễn Vương, hình như ông còn chưa nhận ra một số điều, vai trò của con mồi và thợ săn đã bị đổi. Ông cho rằng tôi thực sự không dám giết ông. Tí tách, tí te chi nhìn chằm chằm dáng vẻ sát khí bừng bừng của Dương Tiêu, sau lưng Vương Sách đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Sợ hãi, giờ phút này Vương Sách hoàn toàn sợ hãi. Vốn dĩ ông ta muốn lấy danh nghĩa đạo diễn át chủ bài của Thiên Phủ Chi Quốc trần áp Dương Tiêu. Nhưng ai ngờ Dương Tiêu lại không thèm quan tâm. Ông ta có thể nhìn ra vẻ khinh thường mạnh mẽ trong mắt Dương Tiêu, đúng vậy, là khinh thường. Như thể Dương Tiêu là chúa tể chí tôn, mà ông ta chỉ là một con kiến hèn mọn, chỉ cần Dương Tiêu muốn giết ông ta tuyệt đối sẽ dễ dàng. Điên, thằng nhóc trước mặt này nhất định đã điên rồi. Thằng khốn, tôi nói rõ cho cậu biết, tôi có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì, người tôi dẫn theo nhất định sẽ không tha cho cậu. Vương Sách là lão già thành tình, cho tới bây giờ ông ta vẫn lấy thân phận đạo diễn xô một trấn áp Dương Tiêu. Không còn cách nào khác, thân phận của ông ta là lá bùa cứu mạng lớn nhất của ông ta, ngoài thân phận này ra, ông ta không còn bất kỳ quân bài đánh cược nào với Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm gương mặt Vương Sách đã tái nhợt, Dương Tiêu cười đùa, thật sao? Sẽ không tha cho tôi hai đạo diễn Vương, ông được mọi người tâng, bốc như ngày hôm nay, nếu ông mất hết danh dự rơi từ thần đàn xuông. Ông cảm thấy còn có người sẽ giúp ông sao? Thế giới nhộn nhịp đều vì lợi nhuận, thế giới nhốn nháo đều vì lợi nhuận. Khi ông vừa rơi khỏi thần đàn, trên thực tế ông chẳng là gì cả, ông đã bao giờ trải qua cảm giác cây đỗ bầy khỉ tan chưa? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Vương Sách cảnh giác nói, cậu. Cậu có ý gì? Không có ý gì, ý của tôi rất đơn giản, ông xong đời, Dương Tiêu nói thăng. Cái gì, ông xong đời? Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, sự quật cường tồn tại cuối cùng trong xương Vương Sách khiến ông ta khinh thường nói, tôi là đạo diễn át chủ bài số 1 của Thiên Phủ Chỉ Quốc, người quay dây tôi không biết sống chết, khiến tôi xong đời. Thằng khôn, chỉ dựa vào câu, cậu không soi mặt vào nước Tiêu xem mình là cái thá gì. Dương Tiêu cười không nói lời nào, anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Không tin, không tin thì cứ chờ mà xem L, Dương Tiêu cười đùa. Vương Sách khít mũi lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ. Tôi ngược lại muốn xem thử hôm nay cậu khiên tôi xong đời như thế nào. Ngành công nghiệp giải trí là một thùng thuộc nhuộm lớn, một khi đã đạt đến vị trí tách biệt thì không biết có bao nhiêu kẻ muốn diệt bạn, có cơn bão lớn nào mà Vương Sách chưa từng trải qua. Ông ta đã giữ vị trí đạo diễn số 1 trong nước nhiều năm như vậy, chỉ có ông ta dâm lên người khác, không có người khác dâm lên ông ta. Bất cứ ai chống lại Vương Sách. Đã bị Vương Sách loại bỏ từ lâu, bị đè bẹp nghiền nát rồi. Vương Sách là kẻ tàn nhẫn, nếu làm kẻ thù với ông ta, hầu như không có kết cục tốt đẹp. Tít tít ngay khi Vương Sách đang khoe khoang về lòng tự cao của mình, một cuộc điện thoại khẩn cấp ập đến. Đạo diễn Vương, chuyện lớn chẳng lành, ông xong rồi, ông sắp xong đời rồi, thư ký vội vàng nói. Xong, đờ mời đang nói bậy bạ gì đó, Vương Sách tức giận măng. Thư ký lo lắng nói. Đạo diễn Vương, ông mau xem tin tức mới nhất. Đạo diễn Vương, ông mau chạy đi, có lẽ bây giờ cảnh sát đề đô đã phát lệnh bắt giữ ông rồi. Phát lệnh bắt giữ? Thật hay giả? Vương Sách nào dám do dự, ông ta vội vàng cúp điện thoại, lập tức mở tin tức ra kiểm tra. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn Vương Sách đã bị dọa sợ suýt phát bệnh đau tim. Đạo diễn át chủ bài trong nước Vương Sách có thể đứng ở vị trí này. Ba nối tê trước đã lên kế hoạch đâm chết đạo diễn nổi tiếng Trương Mưu. Câu chuyện bên trong rất gây sốc. Tin tức nặng ký, lý do tại sao ảnh hậu Hàn Thu Bình có tinh thần thất thường là cô ấy đã bị đạo diễn Vương Sách xâm phạm trong quá trình quay phim, chứng cứ vô cùng xác thực. Ảnh đê Vương Hàn ra thông báo, hoàn toàn tách biệt với đạo diễn át chủ bài Vương Sách, cung cấp cho cảnh sát manh mối phạm tội của Vương Sách. Cảnh sát đề đô đã được điều động. Toàn bộ ngành công nghiệp giải trí câm sóng lão già Vương Sách cặn bã. Lướt qua những tin tức mới nhất trong ngành, Vương Sách run rẩy mắt trợn ngược đến mức suýt rơi ra ngoài. Làm sao có thể, điều này làm sao có thể, Vương Sách kinh hãi. Những báo cáo này đều là sự thật, và bằng chứng ở trên rất chi tiết, những chi tiết khiến Vương Sách không thể tin được. Đúng vậy,
Tất cả những điều ở trong báo cáo đều do Vương Sách làm, nhưng làm xong chuyện Vương Sách đã xử ý rất sạch, Vương Sách không thể tin được tất cả những thứ này đều bị đưa ra ánh sáng, hơn nữa chứng cứ còn vô cùng xác thực. Vương Sách chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Giờ phút này, với sự xuất hiện của các bài báo, nhiều người ở trong nước đã rất sốc. Vãi à, Vương Sách này thật sự chẳng ra gì. Trương Mưu là đạo diễn tôi thích nhất. 3 năm trước, đạo diễn Trương Mưu chết thảm trong một vụ tai nạn xe kỳ lạ. Tôi cảm thấy có người có tình giết, ông ấy, đúng như dự đoán, là lão già cháu trai con ba Vương Sách này làm. Mẹ kiếp, Hàn Thu Bình là một diễn viên rất tốt, cô ấy là nữ thần của tôi, đang yên đang lành lại phát điên. Không ngờ Vương Sách lại không biết sâu hô xâm phạm nữ thần của tôi. Xử lý ông ta, nhất định phải đánh ông ta đến chết. Người ta nói giới giải trí là vực sâu, không ngờ tâm của Vương Sách lại đen tôi như vậy. Để đạt được mục đích lại thật sự không từ thủ đoạn, trừng trị, phải trừng trị Vương Sách, lão nghé con này thật sự phát rồ. Một hòn đá khuấy động ngàn sóng, với việc vạch chân một lượng lớn tội ác của Vương Sách, hàng trăm triệu ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Vương Sách. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Vương Sách cười khẩy, ác giả ác báo, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Khi tội ác của ông chồng chất, sẽ bị mọi người lật đổ. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không chính nghĩa chẳng ai giúp. Đạo diễn Vương, ông xong đời rồi. Nghe Dương Tiêu nói, Vương Sách khó khăn nuốt nước bọt, ông ta kinh hãi, trên mặt không còn màu sắc. Là cậu làm, tất cả những điều này là do cậu làm, Vương Sách gần như rồng lên. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Vương Sách như nhìn chú hề, đúng vậy, là tôi làm. Từ trước đến nay đều là ông đạo diễn cuộc sống của người khác, hôm nay tôi cũng sẽ làm đạo diễn một. Lần, nhân vật chỉnh là hai bố con các người. Một chết một vào tù, ông thấy thế nào? Một chết một vào tù. Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể Dương Tiêu, Vương Sách chỉ cảm thấy ớn lạnh từ gót chân lên đến đỉnh đâu. Ác quỷ, thằng nhóc trước mặt này hoàn toàn là ác quỷ. Sao, sao cậu làm được, dối, rốt cuộc cậu là ai, Vương Sách kinh hoàng. Quan trọng không, Dương Tiêu thờ ơ hỏi. Anh là ai, anh, Dương Tiêu là Long, chủ mới của Tuyệt Thê Long Môn. Tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, y Tuyệt Thế Long Môn kiểm soát thông tin tình báo toàn cầu mới nhất, điều tra Vương Sách dễ như trở bàn tay. Bên cạnh đó, tập đoàn Đề Hào là công ty lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, và tất cả các công ty điện ảnh và truyền hình lớn đều có cổ phần của tập đoàn Đề Hào. Người bình thường không dễ bắt đứng nhược điểm của Vương Sách, nhưng Dương Tiêu muôn dê Vương Sách thì rất dê. Sốt của cậu là người hay ma? Vương Sách sợ hãi hỏi. Bây giờ, Dương Tiêu đứng trước mặt ông ta. Điều này khiến Vương Sách hoàn toàn bối rối. Ông ta làm đạo diễn cả đời, cũng gặp rất nhiều người, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải một người không thể nhìn rõ hư ảo như Dương Tiêu. Dương Tiêu nhún vai, được rồi. Đừng đoán nữa, tôi muốn bắt đầu đạo diễn tác phẩm của mình, đạo diễn Vương. Nói xong Dương Tiêu đi về phía Vương Sách với vẻ mặt vô hại. Cộp cộp, nhìn thấy Dương Tiêu đang đi về phía mỉ Vương Sách vô thức lui về phía sau. Bởi vì sự tồn tại của Dương Tiêu mang đến cho ông ta cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ. Nhìn ông nhát gan chưa kìa, vừa nãy còn hung tợn thế mà. Yên tâm, một chết một vào tù, bắt đầu từ người chết trước, Dương Tiêu cười bắt cần đời. Bắt đầu từ người chết trước, cậu muốn làm gì, Vương Sách run rẩy điên cuồng hét lên. Ông sẽ biết ngay thôi, Dương Tiêu cười vô hại, anh trực tiếp nhắc Phương Tỉnh trên mặt đất lên. Cánh tay phải của anh ta bị gãy. Phương Tinh gần như không thể thở được. Bị Dương Tiêu nhắc lên, Phương Tỉnh sợ đến mức ra đầu tê dại, anh ta biết Dương Tiêu chuẩn bị giết mình. Thả tôi ra, Phương Tinh kìm lại cơn đau trên vai hét lên. Tuy nhiên, lời nói của anh ta cũng không gây sóng gió gì, Dương Tiêu vận nhập Phương Tỉnh đến gần cửa sổ. Trên tòa nhà cao hơn 20 tầng, cách mặt đất mấy chục mét, kính vỡ tan tành, từng đợt gió ập đến, lạnh thấu xương. Nghĩ đến việc Phương Tỉnh suýt nữa ly bần Tô Thiên Lung, đôi mắt đen của Dương Tiêu càng u ám hơn. Tôi vốn trong sáng tốt bụng, nhưng thế giới này muốn ép tôi làm gái điềm. Tôi, Dương Tiêu đã từng dung trời truy ên đát trên sân khấu thế giới, di hiện vô số nhiệm vụ, giết vô số kẻ thù. Tuy nhiên, chưa từng có ai khiến tính cách của anh máu lạnh đến mức này. Tại sao lại ép buộc tôi? Đầu tiên là chuyện của Đường Long, rồi lại chuyện của Vương Tỉnh. Dương Tiêu thật sự càng ngày càng hiểu được cõi lòng của thầy Dịch Tháp. Có lẽ, giết người là cách bảo vệ tốt nhất. Chỉ có cách giết hết lũ khốn nạn không có mát đó mới có thể bảo vệ người thân của mình tốt hơn.
Nếu không, một khi cho những kẻ tiểu nhân đắc chí này một cơ hội, bọn họ sẽ lao lên. Bạn cho họ cơ hội, nhưng bọn họ không cho bạn cơ hội. Khi những kẻ tiểu nhân đắc chí này có cơ hội, họ sẽ thực sự hành hạ bạn đến chết, không cho bạn nghỉ ngơi. Anh Vương, anh đã nhìn thế giới phồn hoa này đủ chưa? Dương Tiêu thờ ơ nói. Vương Tỉnh cố gắng vùng vẫy, anh ta khóc không ngừng, bố cứu con, bố cứu con với. Cậu muốn làm gì? Thả Tỉnh Nhỉ ra, tôi ra lệnh cho cậu mau thả Tỉnh Nhỉ ra. Nhìn thấy cảnh này, Vương Sách điên cuồng gầm lên. Anh Vương, tạm biệt, hy vọng kiếp sau anh sẽ không ngốc như heo. Nghe thấy tiếng gầm của Vương Sách, vẻ mặt của Dương Tiêu rất bình tĩnh, anh buông tay, cả người Vương Tinh đột nhiên rơi xuống. Không, không. Trong nháy mắt, Vương Tỉnh rơi từ trên xuông phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào tràn đầy. Tuyệt. Vọng khiến người ta càng cảm thấy sợ hãi. Không. Trong không khí vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của Vương Tỉnh, sau đó là tiếng vang ở tầng dưới, Vương Tỉnh kẻ ăn chơi hoàn toàn mất mạng. Tinh Nhi, Vương Sách hét lên trong đau buồn và phân nộ. Ông ta đi đến bên cửa sổ, bỗng phát hiện Vương Tỉnh rơi từ tòa nhà cao. Hàng chục mét xuống. Rơi xuống biến thành một vũng thịt. Ngay sau đó, đôi mắt của Vương Sách đỏ lên. Ông ta nhìn Dương Tiêu, điên cuồng lao về phía Dương Tiêu. Cậu dám giết Tinh Nhỉ, cậu dám giết Tỉnh Nhi, tôi phải giết cậu, tôi muốn cậu phải giết cùng Tỉnh Nhi. Lão nghé con, để tôi chôn cùng. Chỉ dựa vào ông, Dương Tiêu cười lạnh. Vẻ on ngay khi Vương Sách đến gần Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành một bóng mờ năm lấy cổ của Vương Sách ném mạnh xuống đất. Vương Sách đâu phải đối thủ của Dương Tiêu, dưới sức lực kinh khủng cả lưng của ông ta bị đập mạnh sung. Bắn súng vui lắm sao? Bắt nạt một cô gái vui lắm hả? Dương Tiêu nhìn chằm chằm Vương Sách với vẻ tức giận. Ngay sau đó, Dương Tiêu chĩa sa mạc chi ưng vào tai Vương Sách. Phụt! Nghe thấy thế ngực Vương Sách như thắt lại, ông ta suýt nôn ra ngụm máu già. Không biết xấu hổ, tôi chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, Vương Sách chỉ vào Dương Tiêu run rẩy dữ dội. Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ông rất không biết xấu hổ, đây con mình còn muôn vụ oan cho tôi. Làm như vậy không biết xấu hổ à? Sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía nhóm sĩ quan mặc đồng phục, anh nhếch mép, các anh còn chần chừ gì nữa? Nếu tôi là các anh, tôi đã lập tức bắt tên khốn Vương Sách này rồi. Đừng nghe cậu ta nói bậy, đừng nghe cậu ta nói bậy, camera giám sát, đúng, có camera giám sát ghi lại tất cả những điều này. Mau kiểm tra camera giám sát, Vương Sách rất oán hận. Cho dù hôm nay ông ta mất hết danh dự, cho dù hôm nay nhà ông ta bị hủy người chết, Vương Sách cũng sẽ cố hết sức giết Dương Tiêu. Anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung căng thẳng. Dương Tiêu vỗ về, Thiên Lung, không sao đâu, đừng lo. Đội trưởng đội phá án nhìn về phía Dương Tiêu, anh ta trịnh trọng nói, cậu này, cô Thiên Lung nữa, hai người hãy cùng đi với chúng tôi một chuyến. Ở dưới tầng sảy, ra vụ án mạng. Ảnh hưởng cực kỳ sâu, mọi người ở hiện trường đều bị nghi ngờ là tội phạm. Đúng vậy, bắt bọn họ, bắt tất cả bọn họ, Vương Sách chỉ vào Dương Tiêu hét lên một cách điên cuồng. Lên, đội trưởng đội phá án nhìn chằm chằm Dương Tiêu lạnh lùng nói. Bắt lại, mau bắt thằng nhóc này lại. Vương Sách vô cùng hưng phấn như được uống thuốc kích thích. Bắt, ông già này ngược lại muốn nhìn xem ai dám bắt nhóc Dương. Ngay khi nhóm người tới gần Dương Tiêu, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Lý Vân Long Tông phụ trách của Long Ảnh mặc thường phục đang đi về phía bên này. Nhìn thấy đó là Lý Vân Long, đội trưởng đội phá án rất ngạc nhiên, sau đó cung kính nói, cục trưởng. Cục trưởng, nhóm người cung kính nói. Ở đệ đô, Lý Vân Long đại diện cho quan chức của đệ đô, mặc dù bọn họ không cùng hệ thống với Long Ảnh, nhưng bất cứ lúc nào họ cũng phải hợp tác với Long Ảnh. Vì vậy, bọn họ đều biết Lý Vân Long, biết Lý Vân Long có bao nhiêu quyền lực. Lý Vân Long nhìn Dương Tiêu đang bắt chéo chân một cách nhàn nhã, ông không vui nói, tôi biết ngay là chuyện tốt của thằng nhóc nhà cậu làm mà, có thể gây ra một cơn bão lớn như vậy ở đề đô, kéo đạo diễn át chủ bài vữa ích sách xuống nước, ết cậu ra tôi thật sự không nghĩ ra ai. Ông già Lý, ông đừng vu oan cho tôi, rõ ràng là hai bố con ông ta giết lẫn nhau, tôi chỉ là một người hóng hót thôi, vẻ mặt Dương Tiêu bình tĩnh nhẹ nhàng. Như thế vụ lộn xộn này không liên quan gì đến anh, như thế tất cả những chuyện này đều do hai cha con Vương Sách và Vương Tinh tự biên tự diễn. Là đạo diễn át chủ bài trong nước, Vương Sách đương nhiên biết tên tuổi của Lý Vân Long, ông ta dùng mình vội vàng nói với Lý Vân Long, cục trưởng mau bắt tên đao phủ này đi.
tất cả những chuyện này đều do cậu ta làm, tất cả những chuyện này đều do tên khốn này làm, hãy đưa cậu ta ra trước pháp luật. Cục trưởng, bên dưới có mây mạng người. Tôi đoán chuyện này không đơn giản như vậy, có cần đưa tất cả về điều tra không? Đội trưởng đội phá án hỏi. Vương Sách kích động nói, đúng, đưa về điều tra, nhanh chóng đưa thằng nhóc này về điều tra, nhanh, nhanh lên. Con trai Vương Tỉnh của ông ta ngã tầng chết, tâm lý của Vương Sách hoàn toàn suy sụp, ông ta chỉ muốn giết Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu bị vây hãm muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đưa về điều tra, Lý Vân Long hơi sững sờ, sau đó chỉ vào Dương Tiêu nói với nhân viên điều tra vụ án, dẫn về. Cậu biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là ai hai? Đội trưởng đội phá án ngạc nhiên hỏi. Lúc này, đội trưởng đội phá án không khỏi dây lên một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ anh chàng này có lai lịch rất lớn? Nếu không, chỉ việc bắt giữ Vương Sách nhỏ bé này, sẽ không làm phiền đến cục trưởng Lý Vân Long. Lý Vân Long lấy ra một tờ giấy chứng nhận ném cho đội trưởng đội phá án, nhìn kỹ. Đội trưởng đội phá án mở tài liệu, nhìn thấy thông tin trên tài liệu, đội trưởng đội phá án lập tức trợn tròn mắt. Dương Tiêu, phó tổng phụ trách Long Anh. Từ nay, về sau, thằng nhóc này sẽ là người của Long Ảnh, đứng thứ hai, tương lai kê nhiệm ông già này. Thật ra, cậu ấy còn có một thân phận khác, chính là thần chết, Lý Vân Long vỗ vai đội trưởng đội phá án. Cái gì, cậu ấy là thần chết điện hạ? Đội trưởng đội phá án ngạc nhiên. Cuối cùng thì anh ta cũng biết tại sao chỉ bắt giữ Vương Sách lại quấy rầy đến nho lớn như Lý Vân Long, hóa ra là thần chết điện hạ đang ở đây. Thần chết Dương Tiêu là ai? Đó là vũ khí quan trọng nhất của đất nước, vô song trên thế giới. Dương Tiêu bất lực nhún vai, ông già Lý, ông hơi không tốt rồi, tạm tạm thế thôi, khiêm tôn, khiêm tốn, tôi không muốn thân phận của mình bị người trong thành phó biết. Tôi hiểu ý của cậu, cho nên tôi đã cho cậu một thân phận mới đó thôi. Phó tổng phụ trách Long Ảnh, đứng thứ hai, đủ tốt chứ, Lý Vân Long cười khà khà. Dương Tiêu không vui nói, tôi đã soát ngữ rồi, cũng lười nhúc nhích, ông già Lý, ông không cần tra tấn tôi đến thế chứ. Đây không phải ý của tôi, là ý của bên trên, vẻ mặt Lý Vân Long đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ý của bên trên, Dương Tiêu nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, Lý Vân Long không cần nói nhiều, Dương Tiêu cũng hiểu Lý Vân Long đang ám chỉ điều gì. Thật sự rất coi trọng tôi, bây, do tôi chỉ muốn ôm vợ thoải mái vài ngày. Dương Tiêu rất bất lực. Mà Vương Sách choáng váng ngay tại chỗ đã chọn mãi. Dương Tiêu là thần chết điện hạ, bây giờ cậu ta còn được chín làm phó tông phụ trách Long Ảnh. Lúc này, Vương Sách chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, cả người hoàn toàn choáng váng. Chẳng trách Dương Tiêu không hề sợ, hóa ra thân phận của Dương Tiêu lại lớn như vậy. Dương Tiêu đứng dậy nhẹ nhàng nói, đừng vòng vo nữa, dân người đi đi. Vâng, đội trưởng đội phá án cung kính nói. Sau khi trả lời xong, đội trưởng đội phá án nhìn chăm chằm Vương Sách vẫy tay, sau khi điều tra, hai bố con Vương Sách và Vương Tỉnh trở mặt với nhau. Vương Sách đã tự tay đẩy Vương Tỉnh từ trên tầng xuống, tội ác không thể tha thứ. Mau bắt Vương Sách lại cho tôi. Vâng, đội trưởng, nhóm người hét lên. Trong phút chốc, mọi người lao lên ghì chặt Vương Sách. Vương Sách đau lòng và tức giận, đờ mời sao tôi có thể giết Tỉnh nhỉ được. Là cậu ta làm, là cậu ta làm hết. Tiếc là cho dù ông ta có than vãn thế nào đi chăng nữa cũng không ai nghe lời Vương Sách. Bởi vì hai chữ thần chết đã đại diện cho tất cả, nhìn quanh đề đô rộng lớn, ai dám động vào Dương Tiêu. Đạo diễn Vương, hôm nay là lần đầu tiên tôi làm đạo diễn cũng ổn chứ. Dương Tiêu mỉm cười nhìn Vương Sách đang tràn đầy đau lòng và phân nộ. SG2 yêu cao ý phụt. Nhìn Dương Tiêu, Vương Sách cảm thấy tức ngực, khí huyệt trong người không khỏi dâng lên, nôn ra ngụm máu giả. Ông ta làm đạo diễn cả đời, từng đạo diễn vô số cuộc sống của bao người, nhưng không ngờ cố ôi cùng lại bị Dương Tiêu chơi đùa. Dương Tiêu lại nói, tôi đặt tên cho tất cả những chuyện hôm nay là một chương trình hay, thế nào? Một chương trình hay? Coi hai cha con ông ta như khỉ chơi đùa, dùng quyên thê trấn áp hai cha con ông ta, gọi là một chương trình hay. Chờ đấy, cậu cứ chờ đấy, mặc kệ cậu có phải thần chết hay không, cậu cũng sẽ chết không yên. Vương Sách tức giận hét lên. Ông Ga thực sự rất đau buồn và tức giận, Vương Sách muốn giết Dương Tiêu, nhưng tiếc là bây giờ ông ta có lòng mà không có lực. Câm miệng, mau dẫn đi, đội trưởng đội phá án nói với người nọ. Dương Tiêu chế nhạo, ai cũng sẽ chết, ông yên tâm,
khi tôi chê, mộ của ông nhất định đã bị cỏ dại bao phủ. Dương Tiêu chưa bao giờ sợ chết, anh chỉ sợ cái chết của mình không có ý nghĩa. Khi Vương Sách bị đưa đi, Lý Vân Long đưa tài liệu cho Dương Tiêu, cầm lấy đi nhóc Dương. Dương Tiêu mở tài liệu ra nhìn, thực sự là phó tổng phụ trách của Long Ảnh. Chơi thật à, Dương Tiêu nhìn Lý Vân Long. Lý Vân Long tỏ vẻ ăn chắc được Dương Tiêu, ông cười khà khà nói, cậu không chạy. Được, đâu phải cậu không biết Long Ảnh có ý nghĩa gì ở trong nước, tôi già rồi, chẳng làm được mấy năm nữa. Chờ ông già này về hưu, cậu sẽ tiếp nói lớp của tôi, nhóc Dương, tôi rất coi trọng cậu. Dẹp đi, các người coi trọng tuyệt thê Long Môn thì có. Dương Tiêu không vui nói. E hèm, cậu nói thẳng như vậy làm gì? Giống nhau cả, chủ yếu là coi trọng cậu. Lý Vân Long hơi xấu hổ. Đúng vậy, nếu Dương Tiêu chỉ có thân phận là thân chết, nếu Dương Tiêu kiên quyết muốn về ở Ân, bọn họ thật sự không thể ngăn cản được anh. Do đây, thân phận Long chủ mới của Dương Tiêu đã được xác nhận, bọn Lý Vân Long phải lên kế hoạch về lâu dài. Xét cho cùng tuyệt thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Nếu quan hệ của Dương Tiêu với chính phủ luôn luôn hài hòa, thì sẽ không có hại gì cho bên chính phủ. Từ chuyện đó Lý Vân Long cũng biết, một khi Dương Tiêu trở thành Long, chủ mới của Long Môn, anh chỉ muốn lo thân mình không dính vào chuyện thế giới thì hầu như là không thể. Lý Vân Long sợ Dương Tiêu nghĩ nhiều, đương nhiên nhóc Dương nhà cậu cũng không phải lo lắng quá, đến lúc đó cậu không muốn tiếp nổi lớp của tôi cũng không sao, chuyện như này không ai có thể ép cậu. Chứng nhận này cứ cầm lấy đi. Tương đương với quyền được bật đèn xanh trong nước. Tôi nhớ Đường Mộc Tuyết phụ trách tập đoàn Tuyết Tiêu ở thành phố Trung Nguyên, hiện tại có dự định mở chi nhánh ở Đề Đô. Chứng nhận này, sẽ giúp cậu giải quyết rất nhiều rắc rối trong tương lưu. Cảm ơn ông già, Dương Tiêu cười nhẹ. Anh quen biệt Lý Vân Long nhiều năm, Dương Tiêu cũng hiểu rằng trong thế giới của người lớn không có. Đúng sai, chỉ có lợi và hại. Anh là người thiên phủ trị quốc, nếu có thê. Dương Tiêu nhất định sẽ giành vinh quang về cho đất nước. Cũng giống như Dịch Thập, ông cũng là người thiên phủ chi quốc. Dù Dịch Thập có tung hoành trên sân khấu thế giới như thế nào thì ông cũng sẽ không gây ra bất kỳ cơn bão đâm máu nào trên chính đất nước của mình. Đây là một nguyên tắc, cũng là kiểu thái độ đối với quê hương. Lý Vân Long thấp giọng nói, ngoài việc đưa chứng nhận cho cậu, tôi còn có một số tin tức sâu muốn nói với cậu. Tin gì? Dương Tiêu nhíu mày. Anh biết Lý Vân Long vẫn luôn cười nói vui vẻ, nếu Lý Vân Long nghiêm túc, thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Lý Vân Long nghiêm nghị nói, vừa nhận được tin tức, trong nội bộ nhà họ Lý ở Đông, Hải, một trong 10 nhà quyền thê ở Thiên Phủ Chỉ Quốc xảy ra biên cô, Lý Minh Hiên đã bị bắt giam, hiện tại sống chết không rõ. Lý Minh Hiên bị giam, sống chết không rõ, hỗn láo, ai làm, Dương Tiêu nghe xong vẻ mặt chợt lạnh. Lý Minh Hiên đã theo anh đến tận thành phố Trung Nguyên. Sự tồn tại của Lý Minh Hiên không khác gì áo bông nhỏ chi kỷ. Bây giờ biết Lý Minh Hiên gặp nạn, Dương Tiêu không tức mới là lại Lý Vân Long thở dài, tranh giành quyền lực trong gia tộc là chuyện bình thường ở bất cứ gia tộc nào, nhưng tôi biết cậu và Lý Minh Hiên có quan hệ tốt. Tranh giành gia tộc, sao, còn có người dám mơ ước vị trí người đứng đầu nhà họ Lý ở Đông Hải. Bọn họ chán sông à, vẻ mặt Dương Tiêu lập tức âm u như có thể vắt ra nước. Nhà họ Lý ở Đông Hải là do Dương Tiêu đích thân nâng đỡ từ nhiều năm trước. Anh đã sớm quyết định để vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải cho Lý Minh Hiên. Chỉ cần Dương Tiêu không gật đầu, ai dám tranh quyền đoạt vị hai anh đang định quyết đấu với Lucifer trong Tử Cầm Thành, lúc này ở bên Đông Hải lại xuất hiện một con thiêu thân khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận. Ngay cả Lý Minh Hiên cũng dám động, bọn này mắt mù hay đang tìm chê. Lý Vân Long lại nói, theo thông tin đồng tin cậy, Lý Minh Trạch con trai của Lý Minh Dương, người đứng đầu sự tồn tại của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu có thể cảm nhận được sự thân nhà họ Lý ở Đông Hải đã thu xếp mọi việc, tối nay sẽ tổ chức yến tiệc tại thành phố Đông Hải. Cậu ta đã mời những người nổi tiếng gốc Đông Hải, nghe nói hình như là vì chức chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Vấn đề này đã gây ồn ào trong nước, có không ít nhà quyền thê và truyền thông đã để mắt đến nhà họ Lý ở Đông Hải. Rốt cuộc, nhà họ Lý ở Đông Hải là một trong 10 nhà quyền thế. Thay đổi người đứng đầu gia tộc có rất nhiều người chú ý. Dương Tiêu ngầm đồng ý, nhà họ Lý ở Đông Hải được anh đích thân hỗ trợ, hàm lượng vàng của một trong 10 nhà quyền thê ở Thiên Phủ Chi Quốc tự nhiên không thể khinh thường. Bất kể gia tộc nào trong 10 nhà quyền thế muốn đổi chủ đều sẽ thu hút sự chú ý của vô số người. Nhà Lý Minh Hiên, chủ nhà họ Lý có nhiều con, có triển vọng nhất là Lý Minh Hiên và Lý Minh Trạch,
Lý Minh Hiên có tài có đức, Lý Minh Trạch có tài nhưng không có đức. Ông già Lý Minh Dương rất coi trọng Lý Minh Hiên, khiến Lý Minh Trạch tức giận. Xem ra nhà họ Lý ở Đông Hải sắp thiết kề vai chiến đầu giữa bọn họ, Dương Tiêu lạnh giọng nói, có phải chủ nhà hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn Lý Minh Hiên bình an vô sự. Đối với Dương Tiêu mà nói, người đứng đầu nhà họ Lý là ai không quan trọng, điều quan trọng là Lý Minh Hiên sống tốt. Mặc dù chỉ mới quen biết Lý Minh Hiên được vài tháng ngắn ngủi, nhưng cách làm người làm việc của Lý Minh Hiên được Dương Tiêu công nhận. Trước đó ở thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu có hai trợ thủ là Lý Minh Hiên và Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến là một trong ba ông trùm của vùng đất xám, có thể giúp Dương Tiêu xử lý rất nhiều chuyện không thể thấy ánh sáng. Và Lý Minh Hiên thì từ lúc đầu đã theo anh đầu trí đầu dũng với bà cụ nhà họ Đường. Lý Thần Chiến là người đi theo anh sớm nhất, họ đã trải qua quá nhiều cuộc chiến nên Dương Tiêu coi Lý Thần Chiến như anh em. Trong lòng Dương Tiêu, Lý Minh Hiên đang ở vị trí nào, Dương Tiêu cũng không nói được. Nói là anh em thì hơi không thực tế, nhiều hơn là áo bông nhỏ tri kỷ, Dương Tiêu coi Lý Minh Hiên là bạn bè hơn, bạn bè giống long ngũ vậy. Giữa anh em và bạn bè dường như không khác biệt nhiều, nhưng trên thực tế ý nghĩa về bản chất lại khác nhau. Anh em có thể không tiếc mạng sống, bạn bè có thể cộng hưởng tinh thần binh đao gặp nhau, Lý Vân Long thấp giọng nói. Giúp đỡ lẫn nhau, hoàn toàn có thể đưa lưng về phía đối phương. Lý Minh Hiên thì khác. Lý Minh Hiên là người tương đối trí thức, anh ta giỏi trong việc lập chiến lược và đánh giá tình hình hơn, từ đó kết bạn với mình, điều mà người anh em không thể làm được. Chỉ cần Lý Minh Hiên bình an vô sự, mọi chuyện đều có thể nói được. Cùng lắm là anh đầu tư một khoản tiền vào Lý Minh Hiên, khả năng là 2 năm sau sẽ nổi lên một gia tộc lớn. Nếu Lý Minh Hiên không may chết trong cuộc chiến gia tộc này, Dương Tiêu sẽ phát điên. Anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên phải trả giá bằng máu. Anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên cảm nhận được thế nào là nỗi kinh hoàng của thế gian. Long Ảnh không tiện can thiệp vào chuyện của các nhà quyên thê, nhóc Dương, cậu đi đi. Lý Vân Long nói. Cảm ơn ông già, Dương Tiêu trịnh trọng nói. May mắn Lý Vân Long đã kịp thời nói toi anh bia chuyện này, nếu không Dương Tiêu thật sự không biết Lý Minh Hiên đã xảy ra chuyện gì. Anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung lập tức đi theo. Ra ngoài truyền hình Hoa Nghệ, Dương Tiêu nói với Tô Thiên Lung. Nhóc Thiên Lung, anh có việc gấp, sợ rằng không thể đưa em về được, trên đường chú ý an toàn, chờ anh về để đô lại tụ tập. Bây giờ anh Dương Tiêu đi đâu? Tô Thiên Lung hỏi theo bản năng. Dương Tiêu không hề giấu giếm, anh định đến bệnh viện trước, chị dâu Mộc Tuyết của em đang nằm viện, anh phải về nói một tiếng. Hả, chị dâu Mộc Tuyết nằm viện? Đúng lúc em cũng không có việc gì, anh Dương Tiêu, nếu anh đi chị dâu Mộc Tuyết phải làm sao? Hay em đến bệnh viện chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết nhé. Tô Thiên Lung vội vàng nói. Dương Tiêu hơi do dự, sau đó anh nhìn về phía Tô Thiên Lung, thời gian này em không bận. Mặc dù lúc này mẹ anh Hứa Tuệ Nhàn đang ở Đề Độ, nhưng cha anh vừa mới được chôn cất, tâm trạng của mẹ anh nhất định không được ổn định, việc chăm sóc Đường Mộc Tuyết có phần không thích hợp. Tô Thiên Lung là con gái, nếu đến bệnh viện ở với Đường Mộc Tuyết, điều này quả thực khá thích hợp. Năm mới sắp đến rồi, ngoài tham gia một số hoạt động thì trong ngày đầu năm mới không bận việc gì. Anh Dương Tiêu, để em chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết cho. Tô Thiên Lung cầu mong. Mặc dù để cô đến chăm sóc Đường Mộc Tuyết, trong lòng Tô Thiên Lung cũng không phải rất vui vẻ, nhưng Tô Thiên Lung thực sự muốn gặp Đường Mộc Tuyết, xem rốt cuộc Đường Mộc Tuyết là người như thế nào. Được, đi thôi, Dương Tiêu gật đầu. Không lâu sau, Dương Tiêu đưa Tô Thiên Lung đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh. Đường Mộc Tuyết vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Thiên Lung, cô kinh ngạc, cô Thiên La Ngồ. Chị dâu Mộc Tuyết, Tô Thiên Lung bước tới khẽ chào cô. Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, anh có việc phải đến Đông Hải một chuyến, em nằm viện giữ sức khỏe, Thiên Lung qua đây ở với Y Mộ, đi Đông Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Minh Hiên đã gặp phải chuyện gì sao? Đường Mộc Tuyết đoán. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, nhà họ Lý ở Đông Hải thay đổi. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.